Độc tôn truyền kỳ, thanh vân môn, lâm nhất. chương 401, lựa chọn. Tiểu huynh đệ đừng có nghe hắn ta nói, Long hổ quyền này có sức mạnh vô địch nhưng lại cực kỳ khó luyện, rắc rối hơn nữa là phải có chút Phật duyên thì mới được. Cũng tức là sau khi ngươi vào được huyền thiên tông, thì phải hói đầu giống như bọn họ. Lão sâu rượu của hốn nguyên môn cười dạng rỡ và nói, với căn cơ của cơ thể ngươi mà không gia nhập hốn nguyên môn thì thật quá đáng tiếc, trong các tông môn của đại tần, nếu nhắc đến cơ thể cường tráng, có ai có thể bị lại được hỗn nguyên môn. Hai người họ tiến lên mời gọi, không thèm để ý đến những thanh niên khác. Lúc này các thiếu niên mới nhận thấy, hóa ra khi ba nhân vật lớn xuất hiện thì người mà họ thật sự để ý đến là Lâm Nhất và Lý Vô ưu Bọn họ chỉ là người thừa nên nhất thời có chút cảm giác thất vọng. Lâm Nhất thầm thấy bất ngờ, không hổ là cao thủ cấp huyền võ, nhìn sơ là đã biết được đại khái năng lực của hắn rồi hai người bọn công tử lưu thương đều có vẻ hơi nôn nóng nhưng hân nhiên của lăng tiêu kiếm các thì lại nhìn lâm nhất bằng ánh mắt rơm rớm và không nói gì xin lỗi trước khi ta đến thì đã nghĩ kỹ là sẽ gia nhập lăng tiêu kiếm các rồi lâm nhất chắp tay từ chối khéo công tử lưu thương và lão sâu rượu lắc đầu than thở không cưỡng cầu thêm nữa với thân phận của mình thì họ sẽ không tiếp tục hạ mình nữa hơn nữa họ cũng có thể nhìn ra được bên trong cơ thể của lâm nhất có bán bộ kiếm ý rất mạnh đang tồn tại chắc chắn ngươi sẽ không phải hối hận vì quyết định này của mình hai vị hân nhiên đi trước đây hân nhiên nở nụ cười lạnh lùng rồi dắt theo lâm nhất và lý vô ưu rời khỏi chùa lăng tiêu kiếm các phái hân nhiên đến thì sao đám nhóc này từ chối cho được lại bị cướp mất hai hạt giống tốt lão sâu rượu hấp một ngụm rượu rồi than vãn mấy năm nay vận may của lăng tiêu kiếm các có chút cao phải rồi hình như lúc nãy ta mới nghe có người mắng ta hói đầu. Công tử lưu thương đảo mắt, cười tùm tìm và nói. Lão sâu rượu lập tức ho hưởng vài tiếng, suýt chút nữa là phun rượu trong miệng ra, vội đổi sang chủ đề khác, đừng tưởng thật, đừng tưởng thật mà. Chẳng phải ngươi muốn thu nhận mấy thiếu niên vào huyền thiên tông sao? Ta đi trước đây nhé. Chạy cũng nhanh thật đấy. Công tử lưu thương khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Vùng đất hoang vu ở mạc bắc vẫn đang có tuyết rơi dày sau khi hân nhiên đưa lâm nhất và lý vô ưu ra khỏi miếu thì không nói gì mà phóng đi thật nhanh trong tuyết hai người họ cùng cưỡi một ngựa bám sát theo sau audio điện tử võ tấn bền mới đầu họ không để ý nhưng dần dần lý vô ưu và lâm nhất đều phát hiện ra đi theo cô ta khá tốn sức tốc độ hành động của hân nhiên trông có vẻ rất bình thường nhưng lại ẩn chứa linh vật đôi chân thon dài xinh đẹp xài một bước thì có thể vượt cả hơn 10 trường sau nửa canh giờ, hân nhiên của lăng tiêu kiếm các dừng lại, cười tít mắt với hai người họ. Lâm Nhất và Lý Vô ưu đều đỏ mặt, thở hổn hển. Hai tên nhóc các người vẫn chưa để mất dấu thì cũng khá lắm rồi, giới thiệu sơ về mình đi. Trong bóng tối, hân nhiên vòng hai tay trước ngực, bầu ngực đầy đặn càng thêm thu hút ánh mắt. Lý Vô ưu cố liếc mắt nhìn sang chỗ khác, mỉm cười và nói, ta tên Lý Vô ưu năm nay 15 tuổi, tu vi tiên thiên lục khiếu, chỉ còn mỗi tâm khiếu chưa thông. Hân nhiên tỷ, tỷ sinh thật đấy. Đẹp chỗ nào? Cô ta mỉm cười, lập tức khiến cho Lý Vô Yêu cảm thấy như được đầm mình trong gió xuân, ba hồn bảy vía đều bay lơ lửng. Dường như đêm khuya lạnh gió ở vùng hoang vu mạc bắc cũng trở nên ấm áp hơn. Lý Vô Yêu cười ngây ngô và nói, hân nhiên tỷ chỗ nào cũng đẹp. Chỗ nào đẹp nhất nào, hân nhiên cười tít mắt, hỏi, giọng nói trở nên đầy cuốn hút he he, ngực, ngực, nhãi con, ầm, um. hân nhiên khẽ cười, kiếm thế lập tức toát ra, quần áo trên người Lý Vô ưu liền rách toát. Trong gió tuyết, Lý Vô ưu vẫn còn đang bay bổng thì chợt rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, cả người trần trụi, lạnh đến kêu thét lên. Khi hắn ta tỉnh táo lại, nhìn thấy hân nhiên nhìn mình với vẻ cười như không cười thì hai chân cậu ta liền rụt lại, sợ đến mức giơ hai tay lên che mặt. Lý vô ưu khóc không ra nước mắt, lạnh đến cả người run lên, nói với vẻ đáng thương, tỷ, ta đã sai rồi, hu hu hu. Ca, ca ca lâm nhất nhịn được nên không cười, nhưng huyết long mã thì không nhịn được, cười hí hí lộ cả hai làm răng. Ánh mắt hân nhiên thoáng qua vẻ tò mò, sáng rỡ lên, con ngựa này thú vị đấy. Huyết long mã nhìn thấy ánh mắt của cô ta thì sợ đến mức vội ngậm miệng lại, lặng lẽ nấp sau lưng lâm nhất. Hân nghiên phụt cười, nhìn sang lâm nhất và nói, đến lượt ngươi, Giới thiệu về bản thân đi. Lâm Nhất, 16 tuổi, Tiên Thiên Ngũ Khiếu, Khứ Khiếu và Tâm Khiếu vẫn chưa thông, nắm giữ bán bộ kiếm ý. Lâm Nhất suy nghĩ một lúc và quyết định không nói việc hắn và Bạch Lê Hiên có mâu thuẫn. Hắn chưa chắc có thể vào được Lăng Tiêu kiếm Các, tạm thời không nói cho đối phương biết. Lâm Nhất nghỉ một lúc rồi nói, có điều, căn cốt của ta không tốt, tư chất cũng không quá cao. Hân Nhiên không đồng tình, mỉm cười và nói, không sao. 16 tuổi mà có thể đến được ngũ khiếu thì coi như cũng miễn cưỡng qua được cửa rồi, có thể nắm giữ được bán bộ kiếm ý thì đã hơn được rất nhiều người. Hơn nữa, ngươi còn có lôi viêm chiến thể, tỷ tỷ ta đây đánh giá cao ngươi. Ở đây có hai tấm thẻ ngọc, có thể giúp các ngươi miễn được một vài cuộc thi nhập môn. Ở vùng đất hoang vu Mạc Bắc này, lúc cần thiết còn có thể dùng để giữ mạng. Bọn cướp ở Mạc Bắc mà nhìn thấy thẻ ngọc này thì dù có gan to bằng trời cũng không dám động đến các ngươi hân nhiên rút ra hai tấm thẻ ngọc tinh tế đưa cho lâm nhất và lý vô yêu lý vô yêu tỉnh táo lại rồi bước qua nói sư tỷ tỷ không dắt ta đến đế đô sao he he người vẫn chưa vào lăng tiêu kiếm các mà đã gọi sư tỷ rồi hà có điều cũng không sao cả ta có nhiệm vụ của sư môn cần phải làm cần phải ở lại vùng đất hoang vu này của mạc bắc thêm một khoảng thời gian nữa nhưng ta sẽ ở đế đô đón các ngươi hân nhiên nói năng rành mạch ánh mắt đầy cảm xúc Lý vô ưu nói với vẻ hụt hẫng, không phải được đi cửa sau sao. Ta còn tưởng có ích gì nữa, chỉ có một miếng thẻ ngọc vớ vẩn thôi. He he, quen biết tỷ tỷ ta đây không được tính là lợi ích sao. Hân nhiên tiến sát lại gần, cười dạng dỡ và nói. Lý vô ưu liền cười theo, chuyện đó là đương nhiên. Được quen biết sư tỷ là lợi ích lớn hơn bất cứ thứ gì. Cái miệng ngọt thật. Hân nhiên véo nhẹ mặt Lý vô ưu một cái rồi huyết sáo, âm thanh cao vút lập tức vang lên trong đêm tuyết rơi. Tiếng huyết lảnh lót vang vọng khắp bốn phương, trong cơn tuyết lớn, một luồng khí tức cực mạnh mang theo kiếm thế sắc bén không gì địch nổi từ trên trời giáng xuống. Một con kiếm điêu rơi xuống. Kiếm điêu, giống như tên gọi, nó là một yêu thú cao ngạo, thẳng tít và sáng chói như kiếm. Trong vòng 10 năm, nếu không thể đột phá được cấp huyền võ thì sẽ chết. Chương 402, Tuế Nguyệt Tâm Kinh đây không phải là lần đầu tiên lâm nhất nhìn thấy trước đây lúc thanh dương giới mở ra những người trong lăng tiêu kiếm các ai nấy cũng đều có kiếm điêu phù phù kiếm điêu với khí thế sắc bén lao thẳng xuống đất giống như một thanh kiếm cắm xuống hai cánh nó vừa xảy ra gió mạnh nổi lên thổi bay tuyết trên mặt đất tạo ra một trận bão nhỏ ngay lập tức cố gắng bảo trọng ta đợi các ngươi ở đế đô hân nhiên nhón chân bay lên ngồi lên trên kiếm điêu rồi bay vút lên bầu trời vậy là đi sao? lý vô ưu bĩu môi, sau đó thì nhìn sang lâm nhất, cười nịnh và nói: lâm nhất, cho ta mượn bộ quần áo đi. lâm nhất thấy lý vô ưu trần chuồng thì bất giác cảm thấy buồn cười, hắn lấy ra một bộ đồ từ trong nhẫn chứa đồ và đưa qua cho đối phương. cảm ơn nha. lý vô ưu nhận lấy bộ đồ rồi vui vẻ, nhanh chóng chạy đi. lâm nhất như nghĩ tới gì đó, chắc là hân nhiên đang đi tìm những hạt giống khác, gom những nhân tài trước cũng không biết là năm nay đặc biệt hay năm nào cũng như vậy nữa. Không ngờ cả ba tông môn lớn đều phái cao thủ cấp huyền võ đến vùng hoang vu mạc bắc này để giành người. Đến công tử lưu thương mà thiên kiêu quận tần thiên nể sợ cũng được huyền thiên tông phái đi. Một lát sau, Lý vội yêu mặc quần áo xong, thấy Lâm Nhất vẫn còn đứng nhìn lên trời thì lập tức cười nói, đại ca, huynh cũng để ý hân nghiên tỷ rồi à. Lâm Nhất cười khẽ rồi nói, ta khuyên ngươi là nên kiềm chế chút đi, người có thể cũng sánh ngang với công tử lưu thương thì nhất định không đơn giản đâu he he sư tỷ hân nhiên đâu có đáng sợ đến thế lý vô yêu cười ha ha và nói với vẻ không đồng tình lâm nhất thầm nói trong bụng cái tên nhóc này cũng rộng lượng thật màn dạy dỗ lúc nãy vẫn chưa khiến hắn ta nhớ đời bây giờ làm sao đây sư tỷ hân nhiên dừng lại chỗ này kín gió lại không có tuyết thu dọn sơ thì có thể nghỉ ngơi rồi lâm nhất nói xong thì bắt đầu quét dọn tuyết tích tụ ở xung quanh sau đó thì lấy ra ít cỏ khô trải lên mặt đất một cách thành thục rồi lại lấy ra yêu thú trắng tinh trải lên trên một chỗ nghỉ ngơi đơn giản đã nhanh chóng được lâm nhất hoàn thành lý vô ưu nằm trên tấm da yêu thú nhẵn bóng mềm mại thì thoải mái đến mức muốn hét lên sau đó nói với vẻ hơi ngại ngùng lâm đại ca huynh xem ta chẳng giúp được gì cả không sao người ngủ trước đi he he vậy thì ta ngủ trước đây, gần nửa tháng chưa được ngủ một giấc ngon rồi. Trong không chung, hân nhiên ở trên lưng kiếm điêu nhìn thấy tất cả thì mỉm cười, mình đã lo lắng quá nhiều rồi, tên lâm nhất này rất tỉ mỉ, e rằng đã từng trải không ít. Vù vù, kiếm điêu quay thân, rời khỏi đó. Ở chỗ nghỉ ngơi, không bao lâu sau, Lý Vô ưu đã ngủ thiếp đi. Lâm nhất không muốn đi ngủ, càng đến gần lăng tiêu kiếm các thì hắn càng thấy áp lực. Chỉ dựa vào hoài bão mà muốn sinh tồn ở kiếm các dưới áp lực của Bạch Lê Hiên, đó không phải chuyện dễ dàng. Tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nhân lúc Lý Vô ưu đang ngủ say, Lâm Nhất lấy tấm thẻ trúc trong người ra, bốn chữ cổ tuế nguyệt như hỏa vô cùng nặng nề và đầy cổ kính. Tấm thẻ trúc trông có vẻ khá bình thường nhưng lại nặng đến mức đáng sợ. Đã hai tháng rồi, mỗi đêm Lâm Nhất đều nghiên cứu tấm thẻ trúc này và hắn đã có được chút manh mối tử diên kiếm quyết đã ổn định đạt đến tầng thứ năm, chắc tối nay nữa là đủ. Lâm Nhất cầm tấm thẻ trúc, vẻ mặt hơi căng thẳng, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Lâm Nhất liếc nhìn Lý Vô Yêu đang ngủ say, lách người vài cái rồi rời khỏi chỗ đó, vào trong gió tuyết. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Lâm Nhất mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt nặng nề chưa từng có. Sau khi đạt đến trạng thái không còn tạp niệm trong tâm trí, tử diên hoa đang được đốt cháy ở đan điền lập tức bay lên. Bên trong tử diên hoa có ngọn lửa đang cháy, hắn hút ra từng chút rồi chuyển vào trong thẻ trúc. Thẻ trúc nặng nề trong tay dần trở nên nhẹ nhàng khi được truyền lửa vào. Chữ hỏa trên thẻ trúc đã gợi ý cho Lâm Nhất giúp hắn phát hiện ra điểm đặc biệt của thẻ cổ này. Chỉ là theo cách nói của Nguyệt Vi Vi thì ngọn lửa trên tử diên hoa là lửa chết. Vẫn chưa sinh ra được căn nguyên, nếu như dùng quá nhiều, một khi lửa tắt thì sẽ không thể cháy lên được nữa vì vậy mà mỗi lần hắn tới giới hạn lần nào cũng buộc phải từ bỏ vì tử diên thánh hoa không đủ đến lúc này tử diên kiếm quyết của hắn đã ổn định ở tầng thứ năm rồi dù cho là lửa chết nhiều đó cũng dư giả để ngưng luyện gấp đôi khi tử diên thánh hỏa không ngừng được truyền vào thì thẻ cổ thời gian cũng càng lúc càng nhẹ không bao lâu lửa trong tử diên hoa đã giảm một nửa vẫn chưa đủ sao lâm nhất bất giác căng thẳng nếu như còn không đủ nữa thì cần phải có kiếm quyết tầng thứ 6 thì mới có thể thử. Chính vào lúc hắn đang lo lắng thì thẻ trúc trong tay đột nhiên bùng cháy lên khi tử diên thánh hỏa đang liên tục truyền vào. Tấm thẻ dựng đứng rồi bay lên. Vù. Tấm thẻ cổ bùng cháy, biến thành một đốm sáng nhỏ, bay vào giữa hai chân mày hắn. Đầu óc Lâm Nhất bỗng ù ù, rất nhiều cảnh tượng xuất hiện, trong luyện đan các rộng lớn. Các luyện đan sư với vẻ mặt lạnh lùng đang vẽ thứ gì đó trong không trung trước lò luyện đan. Quả nhiên là có liên quan đến việc luyện thuốc, Nguyệt Vi Vi nói không sai, nhưng dường như có gì đó không giống lắm. Luyện đan sư lạnh lùng liên tục vẽ trên không những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn chuyển động, lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, giống như mang trên mình sự sống. Vô số hoa văn trông như không liên quan gì đến nhau nhưng lại đan chặt vào nhau, khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ừm. Uhm một viên đan dược thành hình trong lò luyện đan nổ bay ra, luyện đan sư chỉ vươn tay. Rất nhiều hoa văn trên không trung bỗng dưng lồng vào nhau tạo thành một bức tranh, đóng dấu lên viên đan dược. Vù vù vù, thủ pháp của luyện đan sư rất thành thục, mỗi viên đan dược nổ ra, người này đưa tay ra chấm nhẹ một cái khiến những hoa văn lấp lánh trên không trung đan sen thành bức tranh phức tạp, khó hiểu, in vào dưới viên đan dược. Những viên đan dược được in hình hoa văn sáng chói, rõ ràng là không bình thường, chúng giống như đã được lột xác đau quá lâm nhất không kịp cảm nhận kỹ thì hình ảnh xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến đầu óc hắn cảm thấy như muốn nổ tung khung cảnh rung chuyển sau đó thì vỡ tan thành vô số mảnh ký ức tụ lại thành bốn chữ xuất hiện trong đầu hắn tuế nguyệt tâm kinh lâm nhất đột một mở mắt ra chỉ thấy tấm thẻ trúc trở lại trạng thái bình thường giống như một thanh kiếm cắm xuống mặt đất Lâm Nhất nghĩ đến việc tấm thẻ trúc sắt xuống đất sẽ bị hỏng thì lập tức đưa tay ra chụp lại trước khi nó rơi xuống đất. chương 403, thử. Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Khi màn xương tan đi, Lâm Nhất chỉ nhìn thấy bốn chữ Tuế Nguyệt Tâm Kinh, không thể nhìn rõ nội dung cụ thể. Xem ra trúc tử diên thánh hỏa thế này vẫn chưa đủ. Thế nhưng những hoa văn quỷ dị kia đã in sâu vào tâm trí Lâm Nhất, chỉ cần nhắm mắt là có thể xuất hiện trong tâm trí hắn. Đúng như Nguyệt Vi Vi phỏng đoán, Thẻ che viết chữ Tuế Nguyệt Tâm Kinh có liên quan tới luyện dược sư. Thế nhưng những hoa văn quỷ dị này khiến Lâm Nhất cảm thấy nghi hoặc. Cảm giác hơi khác so với luyện đan thuật bình thường. Thôi vậy, cứ nhớ cái những hoa văn này, nếu nó được khắc trên thẻ trẻ thì chắc chắn sẽ có công dụng riêng. Lâm Nhất quyết tâm, quyết định dùng cơ duyên này để trở thành một vị luyện dược sư. Hắn vừa nâng cao sức mạnh của bản thân, vừa nắm giữ những đường hoa văn này. Bây giờ, Lâm Nhất đã nhắm mắt lại, tử diên kiếm quyết từ từ chuyển động. Linh nguyên tiên thiên màu tím sôi trào và cô động, nó chảy cuồn cuộn cùng kinh mạch giống như nước sông đang dâng trào. Sau khi vận chuyển công pháp tròn một vòng chu thiên, ngọn lửa của tử diên hoa trong đan điền bốc lên từng chút một. Sau khi ngọn lửa khôi phục, lâm nhất mới mở mắt ra lần nữa. Tử diên thánh hỏa vẫn còn là ngọn lửa chết, phải cẩn thận nuôi dưỡng, không được để nó tắt hoàn toàn. Lúc nào hắn cũng phải ghi nhớ chuyện này. Vài ngày tiếp theo, trên đường rời khỏi đồng hoang mạc Bắc, ban ngày lâm nhất tu luyện tử diên kiếm quyết, đến đêm thì lĩnh ngộ những hoa văn quỷ gì kia, hắn không hề để ý đến những thứ khác, một mực chuyên tâm. Bất giác, 7 ngày đã trôi qua. Hiện giờ, trong màn đêm lạnh lẽo của mạc Bắc, tuyết bay dày đặc, Lý Vô ưu trong trại đóng quân đã ngủ say, còn đang nói mê. Trên nền tuyết cách doanh trạm vài dặm có khắc rất nhiều những hoa văn phức tạp, đều là những thứ lâm nhất lĩnh ngộ được từ thẻ tre mấy hôm nay những hoa văn lóe lên linh quang, run rẩy như có sinh mệnh trên nền đất trong đêm tối. Mỗi hoa văn đều tồn tại riêng biệt, không hề có giao điểm. Lâm nhất sờ cầm, nhìn những hoa văn dày đặc này mà lâm vào trầm tư. Trong vòng 5 ngày, ta sẽ nhớ kỹ những hoa văn này. Nhưng mỗi hoa văn đều giống như một loài phù văn cổ xưa, tồn tại riêng biệt, không thể hiện ra tác dụng gì. Hôm đó, luyện dược sư mặt lạnh lùng kia chỉ chạm nhẹ một chút, là đã có thể lồng các hoa văn vào nhau, từ đó ngưng tụ chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó lại khắc lên đan dược vừa mới ra lò. Lâm Nhất cũng không biết đối phương làm sao được như vậy. Chỉ là một hoa văn riêng biệt, lại phải tốn rất nhiều tâm lực và linh nguyên, hơn nữa còn rất khó vẽ. Người đó còn đan lồng những hoa văn phức tạp như vậy một cách có trật tự. Đã khó lại càng thêm khó. Nhưng dù khó thế nào, cũng phải thử một phen. Lâm Nhất không làm được như luyện dược sư kia chỉ chạm nhẹ vào một điểm trống không là hình thành được một hoa văn. Hắn chỉ có thể chăm chỉ thành thật kéo từng hoa văn một, trồng chúng lên nhau và ngưng tụ chúng lại với nhau. Bịch! Thế nhưng, hắn chỉ mới thử lần đầu là đã lập tức thất bại, sau khi xê dịch, những hoa văn kia lập tức tan biến. Xem ra nó vẫn chưa được vững chắc lắm. Lâm nhất nhận ra ngay, mình chỉ vẽ những hoa văn đó, chúng hữu hình nhưng lại vô thần, chỉ cần đụng vào là tiêu tan có vẻ mình đã bỏ sót vài chi tiết. Trong nháy mắt, Lâm Nhất phun ra kiếm khí, những hoa văn trên nền đất nhẹ nhàng rung động, tất cả đều bị phá hủy. Lâm Nhất lấy thẻ che ra, lại rót thêm tử diên thánh hỏa vào. Nửa nén hương sau, thẻ che cổ lên bốc lên ngọn lửa, bay vút lên không chung, lại một lần nữa nhập vào ấn đường. Một bức tranh tương tự lại xuất hiện, trong luyện dược các cổ xưa rộng lớn, một luyện dược sư vẻ mặt lạnh lùng đang đứng trước lò luyện đan, tùy ý khắc lên những hoa văn kỳ lạ. Đó chính là, Lâm Nhất giật mình, ngạc nhiên, hắn nhận ra mỗi khi luyện dược sư giơ tay ra vẽ thì trên đầu ngón tay đều có tia ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Lửa, linh nguyên dù sao cũng là vật vô hình, thoát khỏi cơ thể thì không thể tồn tại được. Nhưng nếu như là ngọn lửa mà mình luyện hóa ra thì khác, sau khi thoát khỏi cơ thể, nó vẫn có thể cháy rất lâu. Hóa ra là vậy. Lâm nhất trong phút chốc hiểu ra, lập tức nhắm mắt lại, trong nháy mắt thẻ che phi ra. Lâm Nhất duỗi tay nắm lấy, lần này, trong đôi mắt hắn là vẻ tự tin vô cùng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không lâu sau, trên nền tuyết lại xuất hiện rất nhiều hoa văn phức tạp. Tất cả đều không giống với những hoa văn trước đó, ở giữa của mỗi hoa văn đều có đốm lửa màu tím. Như thế này mới đúng, trong hoa văn chứa tử diên thánh hỏa của ta, như vậy thì khi điều khiển sẽ tiện hơn rất nhiều. Lâm Nhất vừa dứt lời liền đưa tay ra chém. Bùm. Rất nhiều hoa văn lóe lên ánh sáng, giao nhau với nền tuyết. Lâm Nhất nhìn thấy ánh lửa lóe lên, bức tranh hoàn thiện xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nói là một bức tranh, nhưng thật ra lại là một hoa văn phức tạp hơn. Khuôn mặt của Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhẹ giọng, xem ra những hoa văn riêng biệt này cũng chỉ là những thứ cơ bản nhất, khi liên kết lại với nhau mới có thể trở thành hoa văn thật sự, nhờ đó mới có thể khắc trên đan dược. Thế nhưng những hoa văn quỷ dị này rốt cuộc là như thế nào, Lâm Nhất lại không thể hiểu. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, hoa văn tồn tại theo cấp bậc. Có lẽ, khi hắn nắm vững tuế nguyệt tâm kinh thì mới có thể biết được thêm một chút. chương 404, Đế Đô Đại tần Lâm Nhất mới chỉ nhìn đến bức tranh, đó mới chỉ là bề nổi trong nội dung của thẻ tre mà thôi, thậm chí có thể còn không phải là toàn bộ bề nổi. Tranh thủ hiểu những hoa văn này trước khi tiến vào lăng tiêu kiếm các đá. Lâm Nhất San phẳng những hoa văn trên mặt đất, sau đó quay trở lại nơi nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Lâm Nhất và Lý Vô Yêu mới rời khỏi Mạc Bắc, đặt chân đến quận Tần Thiên. Quận Tần Thiên một khu vực có lãnh thổ rất rộng, trải dài mấy ngàn vạn dặm, tài lộc hưng thịnh. Chính là trung tâm của Đại Tần Đế Quốc, tứ đại siêu nhiên tông môn, các thế gia đứng đầu đều tụ họp ở đây. Diện tích rộng lớn đến nỗi gấp mười mấy lần quận Thanh Dương, cũng mạnh hơn về độ phồn hoa và thịnh vượng. Sau khi đặt chân đến quận Tần Thiên, tốc độ của Lâm Nhất và Lý Vô Ưu nhanh hơn rất nhiều. Đi cả ngày lẫn đêm, mất 5 ngày mới đến dưới chân Đế Đô. Tường thành cao ngất, dài hơn 10 trượng, được rèn đúc từ nhiều khoáng thạch kim loại, dù là cường giả cảnh giới huyền võ cũng khó có thể làm dung chuyển bức tường thành này. Cuối cùng cũng đến rồi, Lâm Nhất, chúng ta vào thành thôi." Khuôn mặt của Lý Vô Ưu hiện lên nụ cười, sau khi tiếp xúc được vài ngày, gã khá ngưỡng mộ Lâm Nhất. Từ sau khi ở Cạnh Lâm Nhất trên Mạc Bắc, cậu ta không hề gặp chút rắc rối nào. Lý Vô Ưu thầm đoán trong lòng, Lâm Nhất chắc chắn đã có rất nhiều trải nghiệm, e rằng thực lực không đơn giản như bề ngoài. Lâm Nhất gật đầu, nhảy từ huyết long mã xuống, vội vàng đi về phía cửa thành Đế Đô. Nơi đó có một hàng người đang xếp hàng dài, tiến vào thành một cách trật tự. Những con đường lát đá hoa cương, rộng vài trường, không ít người cưỡi những yêu thú bá đạo, khí tức tỏa ra đều vô cùng nồng hậu đến đế đô lâm nhất cưỡi huyết long mã không hề khiến ai chú ý lâm nhất nhìn bên đây vừa đi qua cổng thành lâm nhất đã nghe thấy có người gọi mình hắn nhìn qua liền nhìn thấy bóng dáng của hân nhiên bên cạnh đối phương là vài thiếu niên tuổi còn nhỏ nhưng tu vi của họ vô cùng thâm hậu thậm chí có người đã đạt đến cảnh giới tiên thiên thất khiếu hân nhiên sư tỷ lâm nhất vẫn đang quan sát những thiếu niên kia lý vô yêu vẻ mặt vui mừng hấp tấp chạy tới lâm nhất nở nụ cười cưỡi huyết long mã chậm rãi đi tới hân nhiên nhìn về phía lâm nhất và lý vô ưu rồi nói hai người các ngươi đến hơi muộn đó nếu không xuất hiện thì có khi ta còn phải đi tìm dường như đêm nào lâm nhất cũng dành thời gian suy nghĩ về những hoa văn trong thẻ tre có thể nhanh mới là lạ đó lâm nhất áy náy cười nói xin lỗi để hân nhiên sư tỷ phải đợi lâu rồi hân nhiên cười không sao để ta giới thiệu với các ngươi đây là những đứa trẻ khác mà ta tìm được trên mạc bắc chút nữa các người đi với ta vào phân đà của lăng tiêu kiếm các không cần qua vòng thi khảo sát hàn bình bạch du trương diệp ba vị thiếu niên khá thân thiện với lâm nhất và lý vô ưu lần lượt giới thiệu bản thân trước dù sao thì sau này mà vào được lăng tiêu kiếm các bọn họ chắc chắn sẽ được tính là phe phái của hân nghiên tạo mối quan hệ sớm rồi sau này vào tông môn cũng có thể chăm sóc lẫn nhau thiếu niên tiên thiên thất khiếu cuối cùng cũng cười, lịch khiếu thiên. Cậu ta nhìn về phía lâm nhất, hứng thú nói chắc ngươi là lâm nhất, hân nhiên tỉ nói ngươi chưa qua tiên thiên ngũ khiếu mà đã nắm được bán bộ kiếm ý, sau này vào lăng tiêu kiếm các, hãy chăm sóc nhau nhé. Lâm nhất bình tĩnh nói, không dám, lịch huynh tuổi còn trẻ đã là tiên thiên thất khiếu, đó mới là lợi hại. Chỉ là cảnh giới tiên thiên mà thôi, chỉ cần có đủ tài nguyên thì nhiêu đó cũng không là gì cả. Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt của thiếu niên vẫn có vẻ tự hào, không hề nhẹ nhàng như cậu ta nói. 16 tuổi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên thất khiếu, không có thiên phú nhất định. Có nhiều tài nguyên đến đâu cũng không thể tích lũy được, như vậy cũng đủ khiến cậu ta tự hào. Mọi người đều đã quen biết rồi thì đi theo ta, đế đô rất rộng, nếu lạc đường thì rất phiền phức. Hân nhiên nhẹ nhàng cười, đi về phía trước dẫn đường, thân hình đầy đặn và dáng người mảnh mai, có thể thấy rằng vô số ánh mắt đều đổ về cô ta mọi người cố gắng đuổi kịp nha ta đã từng tới đế đô nếu là lần đầu tiên mọi người đến thì rất dễ lạc đường lịch khiếu thiên nói một câu liền sóng vai cùng hân nghiên không ngừng nói gì đó tên nhóc đó đúng thật là thích khoe khoang mới có tiên thiên thất khiếu thôi mà vừa rồi lịch khiếu thiên không để ý tới bất cứ ai cũng chỉ để ý lâm nhất đã nắm giữ bán bộ kiếm ý một chút hiện giờ người này lại coi mình như người có quyền dưới một trên mọi người trong đội ngũ việc này lý vô yêu cực kỳ không vui lâm nhất nắm lấy dây cương của huyết long mã miệng cười cười không nói gì nhiều trên đường cái của đế đô tiếng người tấp nập ngựa xe như nước phồn hoa tự cầm rất nhiều thiếu niên vô cùng mạnh mẽ giải rác trong đám đông rõ ràng vô cùng náo nhiệt khoảng nửa canh giờ sau hân nghiên chỉ vào một tòa nhà khổng lồ nói sắp đến rồi trước mặt chính là phân đà của lăng tiêu kiếm các tại đây, cũng là nơi sát hạch tiếp nhận những đệ tử mới. Lối chính của tòa nhà khổng lồ cao đến trăm trượng rộng chừng hai trăm trượt, bên trên cửa chính khắc bốn chữ lăng tiêu kiếm các. Ở trung tâm của bốn chữ này còn có rất nhiều trận đồ có hình ảnh gồm vô số trường kiếm đan xen vào nhau. Chỉ nhìn thôi đã khiến người khác cảm nhận được vô số điều bí ẩn vô tận ẩn chứa trong đó, dường như kiếm trận đang triển khai đã muốn bộc phát ra ngoài ở khoảng cách hàng ngàn mét mà vẫn làm người khác không dám nhìn. Đây chính là vạn kiếm đồ của Lăng Tiêu kiếm các. Lý Vô Ưu ở bên cạnh Lâm Nhất, kích động nói, nghe nói là do tổ sư khai phái kiếm vô danh của Lăng Tiêu kiếm các để lại, bức vạn kiếm đồ này có lẽ chỉ là sao chép, bức vạn kiếm đồ thật đang ở vạn kiếm nhai của kiếm các. Lâm Nhất giật mình, xem ra hắn chọn Lăng Tiêu kiếm các không hề sai, chỉ một bức tranh này cũng nhìn ra thực lực của tông môn. Chương 405, danh ngạch hạt giống trong vòng một năm, nó sẽ chỉ mở một lần khi khảo hạch bắt đầu. Hôm nay không tính là khảo hạch chính thức, chỉ có thể coi như báo danh và kiểm tra, hân nhiên đành phải dẫn mấy người vào từ cửa phụ. Thiếu niên kiệt xuất từ các quận của nước Đại Tần lần lượt đến, xếp hàng dài bất tận như mấy con trường long. Nhiều người quá, sức hấp dẫn của lăng tiêu kiếm các đúng là không bình thường. Có lẽ ít nhất cũng hơn 10.000 người, con số này chỉ mới trong hôm nay nghe nói thời gian báo danh đã kéo dài mấy ngày rồi. Nhiều thiếu niên tỏ ra ngạc nhiên khi chứng kiến thế trận như vậy. Lâm Nhất không cảm thấy bất ngờ, đã tới tiên thiên tứ khiếu trước 17 tuổi, ngưỡng cửa này không thể nói là không cao. Nhưng nếu phóng tầm mắt ra khắp nước Đại Tần, hơn 100 quật, dân số nhiều vô kể, cảnh tượng trước mắt có vẻ rất bình thường. Hàng ngũ rất dài, không biết phải chờ tới khi nào, nhưng những thiếu niên này không hề dám cản rỡ nhiều ánh mắt hâm mộ tập trung vào đoàn người lâm nhất họ là ai mà không cần xếp hàng thế chắc là danh ngạch hạt giống nghe nói lăng tiêu kiếm các đều có danh ngạch hạt giống ở mỗi quận ngoài ra trước khi khảo hạch bắt đầu họ sẽ thu nhận những hạt giống tốt bên ngoài quận tần thiên trước không để những tông môn khác cướp có đặc quyền gì không thật ra đặc quyền không nhiều lợi ích lớn nhất chắc là được tiếp xúc sớm với các nhân vật lớn của tông môn các ngươi cũng biết đấy có thể tìm được người chống lưng trước khi vào tông, chỗ tốt nhiều khỏi phải nói. Nếu đắc tội người khác thì sao? Ha ha, thế thì thảm, sau khi vào tông chỉ có đi chẻ củi, gánh nước, đổ phân, một đống việc vặt có thể khiến người muốn chết. Mấy thiếu niên nghe thấy những lời bàn tán này đều tỏ ra khá đắc ý. Hân nghiên đứng đằng trước cười nhạt, đừng vinh váo, danh ngạch hạt giống cũng chỉ là danh ngạch, không thể đảm bảo các ngươi nhất định có thể vào lăng tiêu kiếm các, chỉ là giảm bớt một số rắc rối thôi. Hi hi, sư tỷ yên tâm, vội ưu nhất định sẽ không làm tỷ mất mặt. Lăng tiêu kiếm các này, ta chắc chắn sẽ vào được. Lời nói của Lý vội ưu làm hân nhiên bật cười khúc khích. Mấy người này đều do cô ta chọn lựa kỹ càng ở Hoang Nguyên Mạc Bắc. Nếu không vào được tông môn, quả thật là việc rất mất mặt đối với cô ta. Đừng thấy cô ta thờ ơ mà nghĩ cô ta không lo lắng, trên thực tế thì cô ta đang rất chú tâm đằng trước chợt vang lên tiếng quát giận dữ, ngay cả kiếm còn không cầm chắc thì tới lăng tiêu kiếm các làm gì. Ta không quan tâm tu vi hay thiên phú của người cao cỡ nào, bị ta đánh một chiêu mà không thể cầm chắc thì cút ngay cho ta, lăng tiêu kiếm các không nhận kẻ vô dụng. Cút nhanh lên, kẻo làm mất mặt lăng tiêu kiếm các. Người tiếp theo, tu luyện kiểu gì mà linh nguyên rời rạc thế, tu vi của người đi bằng đường núi à, căn cơ tiên thiên không ổn thì sau này làm sao có tiền đồ, đi đi. Người tiếp theo, căn cốt của ngươi có tệ quá không hả? Mới linh thể nhị phẩm, đi ra đi. Người tiếp theo, căn cốt, Thiên phú hay tu vi đều không tệ, nhưng võ hồn này không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Đi báo danh tông môn khác đi, đừng đến lăng tiêu kiếm các làm chậm chế tiền đồ. Không tệ, sau khi đỡ một đòn của ta vẫn có thể giữ được chín phần kiếm thế. He he, tiểu tử, 3 ngày nữa tới đây đăng ký. Trong một tòa đại điện một người trung niên cầm kiếm gỗ kiểm tra những người báo danh khảo hạch đang xếp hàng giọng điệu nghiêm khắc lẫn yêu cầu khắt khe đó khiến lâm nhất thầm kinh hãi linh thể nhị phẩm cũng bị đào thải lâm nhất trầm ngâm suy nghĩ căn cốt của hắn chưa qua kiểm tra nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn được bao nhiêu nếu không có thất khiếu lung linh đan mà tô hàm nguyệt để lại hắn thậm chí không thể đột phá cảnh giới hậu thiên suy cho cùng căn cốt của hắn cũng chỉ là phàm thể đỉnh tiêm nhập ra tùy tục, nếu không đạt tiêu chuẩn của lăng tiêu kiếm các, có lẽ hắn cũng không bước qua được ngưỡng cửa của huyền thiên tông. Nơi có thể nhận hắn cũng chỉ có tần thiên học phủ. Ở đó không hỏi xuất thân và thiên phú, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể vào. Lạc phong trưởng lão, đây là những hạt giống mà ta chọn được ở Hoang Nguyên Mạc Bắc, mời ngài kiểm tra. Ngay khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, Hân Nhiên dẫn sáu thiếu niên đi lên bục trước đại điện. Nơi đó có một ông lão tóc đen đang ngồi, Ông ta mặc trường bào tím, kiếm thế toàn thân nặng như núi, mang lại cho người ta cảm giác sâu không lường được. Xung quanh ông ta còn có mấy vị trưởng lão của lăng tiêu kiếm các, tất cả đều mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Lạc Phong rời mắt sang, mấy người lập tức có cảm giác như bị trường kiếm đâm xuyên. Tầm mắt Lạc Phong tập trung vào lý vô yêu trước, ông ta gật đầu cười, tiểu tử này không tệ. Ô, bán bộ kiếm ý mạnh thật, sắp hình thành kiếm ý hoàn chỉnh rồi bỗng nhiên mắt ông lão sáng ngời ông ta nhìn sang lâm nhất hân nghiên đứng bên cạnh cười giới thiệu lạc phong trưởng lão đây là lâm nhất hắn không chỉ có cảm mộ kiếm đạo khá cao mà còn luyện thành lôi viêm chiến thể lạc phong nhìn xung quanh hỏi các trưởng lão khác các vị cảm thấy thế nào không tệ có thể cho tất cả mấy người này danh ngạch hạt giống ánh mắt của hân nghiên ổn đấy lúc này lại có một nhóm người đi tới sau lưng hắn ta cũng có mấy thiếu niên đi theo người dẫn đầu mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, tuổi chừng 18, 19. Trên người hắn ta toát lên vẻ sắc bén như kiếm, khí tức hùng hậu mang lại cho người ta cảm giác sâu không lường được. Lại là cao thủ cảnh giới huyền võ. Lâm nhất ngạc nhiên, hóa ra cảnh giới huyền võ thường gặp như thế trong tứ đại siêu nhiên tông môn. Hân nghiên nhìn thấy người này thì khẽ biến sắc, lạnh nhạt gọi, vương diễm sư huynh. Ha ha, đây là người do hân nhiên sư muội tìm à. Một đám rác rưởi, ngay cả một nhân tài cảnh giới huyền võ cũng không có. Ta đã nói danh ngạch hạt giống chỉ dành cho người của thế gia vọng tộc là được, sao lại lãng phí nó cho những kẻ không liên quan khác chứ? Người đến tỏ ra kiêu ngạo, không nể mặt hân nhiên chút nào, hắn ta chê bai mấy người lâm nhất đủ điều. Lâm nhất nhìn qua, sáu, bảy thiếu niên đằng sau vương diệm ít nhất cũng có cảnh giới tiên thiên thất khiếu thậm chí trong đó còn có một người đã đạt đến cảnh giới huyền võ đáng sợ, khiến người ta hết sức kinh ngạc. Nhưng đây chưa phải điều khiến Lâm Nhất cảm thấy kinh ngạc. chương 406, làm trò cười. Điều khiến hắn thực sự bất ngờ là có một người đứng bên cạnh Vương Diễm. Không ngờ lại là Vương Ninh của tông tộc Vương Thị, người có thủ oán rất sâu đậm với hắn. Lúc ở Thanh Vân Môn, đối phương đã có thủ oán với hắn, khi ở Thanh Dương giới mối thủ càng sâu sắc hơn không ngờ đến đế đô hắn không gặp bạch lê hiên mà lại gặp vương ninh trước hai tháng không gặp tu vi của đối phương đã cao hơn nhiều lâm nhất vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của đối phương hắn không khỏi cười khổ trong lòng nhìn thấy lâm nhất vương ninh sững sờ trong mắt đầy khiếp sợ như gặp quỷ tự hỏi không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng thanh vân môn muốn giết lâm nhất hắn ta thực sự đã quá quen với khuôn mặt này không ngờ tên kiếm nô nhà ngươi vẫn chưa chết. Vương Ninh hoàn hồn lại, sau đó nở nụ cười ác độc. Không ngờ Lâm Nhất lại dám đến lăng tiêu kiếm các báo danh, đúng là không biết sống chết. Vương Ninh bất ngờ lên tiếng, hân nhiên và các trưởng lão của lăng tiêu kiếm các ở đây đều tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Vương Diễm trao mày hỏi, nơi này vẫn chưa tới lượt Vương Ninh lên tiếng, bộc chộp lên tiếng là không biết trên dưới. Hắn chính là Lâm Nhất, lúc ở Thanh Dương giới, hắn đã đánh đỗ thúc bị thương. Tên này là kẻ vô dụng, có tiếng là căn cốt kém trong thanh vân môn, hạng người này cũng được trao cho danh ngạch hạt giống ư, Vương Ninh vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện. Lâm nhất sao? Vương Diễm nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, để có chắc căn cốt của hắn là phế thể. Cực kỳ chắc chắn, lúc trước thanh vân môn không cần hắn, là do hắn mặt dày làm kiếm nô hai năm mới được ở lại. Vương Diễm lập tức cười lớn, hân nhiên sư muội, đúng là người nào muội cũng dám đưa tới, suýt nữa đã thành trò cười rồi kia. Hàng ngũ dài như trường long dưới bục trở nên xôn xao. Kiếm nô, kiếm nô cũng có thể giành được danh ngạch hạt giống, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng kiếm nô? Lăng tiêu kiếm các coi khinh người ta quá. Chưa nghe nói có chuyện hoang đường như thế trong tứ đại siêu nhiên tông môn bao giờ. Hiển nhiên việc này khiến họ cảm thấy không được công bằng. Nghe tiếng bàn tán xôn xao dưới bục, Vương Ninh không nhịn được cười khoái chí. Người cũng có ngày hôm nay. Đúng là không biết trời cao đất rộng, thế mà dám đến lăng tiêu kiếm các, tự đưa tới cửa cho hắn ta vả mặt. Tiếng bàn tán bên dưới ngày càng nhiều, giáo quan trung niên phụ trách việc kiểm tra phải lớn tiếng quát mấy câu mới làm mọi người yên lặng. Ánh mắt của các trưởng lão trên bục lập tức đổ dồn vào hân nhiên, tất cả đều rất tức giận. Nếu người này đúng như Vương Ninh nói, Vậy trao danh ngạch hạt giống của Lăng Tiêu Kiếm Các cho một kiếm nô thì xem như đã làm nên trò cười lớn. Hiện nay, tất cả anh tài trong thiên hạ đến từ trăm quận nước Đại Tần đều tụ hội về đế đô. Tứ Đại Tông Môn và Tần Thiên Học phủ tuyển người cùng lúc, đế đô náo nhiệt chưa từng thấy. Thế có biến động nhỏ là cả thành sẽ biết ngay. Lăng Tiêu Kiếm Các luôn được biết đến là thánh địa kiếm đạo của nước Đại Tần. Họ tự cao tự đại để xảy ra tranh cãi này quả thật như tự tát vào mặt, bị người khác cười nhạo ngoại trừ lý vô ưu mấy người lịch khiếu thiên sau lưng hân nhiên đều có vẻ mặt khác thường lặng lẽ tránh xa lâm nhất lâm nhất tiểu hữu lời hắn nói có thật không có trưởng lão nhìn lâm nhất trầm giọng hỏi cũng coi như là vậy đúng thật ta đã từng làm kiếm nô một thời gian lâm nhất không kiêng kỵ gì về thân phận kiếm nô trong quá khứ vậy sao chưa cút đi ở lại đây cho mất mặt à vương ninh diếu cợt lạnh giọng quát hân nhiên sư muội ánh mắt muội tệ thật ta thấy những người sau lưng muội nên ngoan ngoãn đi xếp hàng thì hơn, có vẻ như ngày thường vương diễm và hân nghiên không ưa nhau, gặp cơ hội tốt như vậy, hắn ta lập tức bỏ đá xuống giếng. Đám người lịch khiếu thiên biến sắc, ánh mắt họ nhìn lâm nhất có chút bất mãn. Cầm miệng, hân nghiên lạnh mặt, chừng mắt nhìn qua, lạnh lùng phản bác kiếm nô thì sao? Trước giờ lăng tiêu kiếm các thu nhận đệ tử không hỏi xuất thân, lạc phong trưởng lão cũng xuất thân thấp hèn, hai huynh đệ huynh cũng muốn đuổi lạc phong trưởng lão đi sao? Vương Ninh bị khí thế của Hân Nhiên làm cho sợ hãi, không dám nói câu nào. Lạc phong chủ trì đại cục không lên tiếng, chỉ yên lặng theo dõi diễn biến, không biết đang nghĩ gì. Vương Diễm tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, cười khẩy, muội đừng vu khống vô căn cứ, lạc trưởng lão là tiền bối, đương nhiên biết ta không có ý này. Đúng thật lăng tiêu kiếm các không hỏi xuất thân, nhưng lại có kiểm tra căn cốt muội không nghe đệ ta mới nói hắn là phế thể sao? Phế thể cũng chính là phàm thể. Phàm thể được chia thành nhiều loại khác nhau, thực ra có một số tông môn nhỏ hơn sẽ thu nhận phàm thể. Nhưng trong mắt tứ đại siêu nhiên tông môn, phàm thể chính là phế thể, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Thậm chí cho dù là linh thể, nếu phẩm cấp quá thấp cũng sẽ không nhận. Các trưởng lão trên bục đều có điều muốn nói, nhưng khi thấy Lạc Phong chưa tỏ thái độ, họ đều giữ im lặng. Lâm nhất, người đã kiểm tra căn cốt chưa hân nhiên quay sang nhìn lâm nhất ân cần hỏi lâm nhất trả lời đúng sự thật chưa kiểm tra nhưng quả thật căn cốt của ta không được tốt hi hi người chưa kiểm tra thì làm sao biết được hân nhiên phì cười trông có vẻ thả lỏng hơn nhiều nếu không phải căn cốt không tốt thì sao có thể đi làm kiếm nô thật ngây thơ vương ninh cười cợt nếu ngươi nói thêm một câu nữa ta sẽ xé rách miệng ngươi hân nhiên sầm mặt lại lạnh lùng nhìn Vương Ninh, đối phương dùng mình, bèn nhích lại gần sau lưng Vương Diễm. Hắn ta nói thầm trong lòng, nữ nhân này hung dữ quá. Nhưng diện mạo với dáng người này, chật chật, được đấy. Nếu có cơ hội, hắn ta không thể bỏ lỡ. Vương Ninh lặng lẽ quan sát vóc dáng yêu kiều của Hân Nhiên, trong đầu suy nghĩ bậy bạ. Hắn ta e ngại thực lực của Hân Nhiên nên chỉ dám nhìn lén. Nhưng Vương Diễm không sợ, hắn ta tỏ ra kiêu ngạo, nở nụ cười nham hiểm như chắc chắn thắng được Lâm Nhất và Hân Nhiên, vậy thì đi kiểm tra là biết ngay, chỉ cần Hân Nhiên sư muội chịu nổi việc mất mặt trước hàng nghìn người đang nhìn. Đi theo ta. Hân Nhiên dẫn Lâm Nhất xuống dưới rồi đi đến phía trước mấy hàng ngũ dài như Trường Long. Sau khi gật đầu với người trung niên cầm kiếm gỗ, cô ta dẫn Lâm Nhất đi tới trước bệ đá. Trên bệ đá được đặt một quả cầu pha lê đặc biệt. Chương 407, ai mới là trò cười? Lâm Nhất, đây là thiên linh cầu dùng để khảo nghiệm căn cốt, người chỉ cần truyền linh nguyên vào là được. Nếu là phàm thể thì quả cầu sẽ không sáng, chỉ cần quả cầu phát sáng thì căn cốt sẽ là linh thể, ánh sáng càng rực rỡ thì phẩm cấp của linh thể càng cao, cao nhất là cửu phẩm. Hân nhiên kéo tay Lâm Nhất, nhẹ giọng giải thích. Trong lòng Lâm Nhất cảm động, hắn nở nụ cười, Hân nhiên tỷ, tỷ đã bao giờ nghĩ nếu ta thật sự là phế thể thì tỷ sẽ bị coi là trò cười trước mặt tất cả mọi người chưa? giờ phút này đội ngũ xếp hàng dài như trường long đều đang đổ dồn ánh mắt vào hắn vương diễm không mang ý tốt chỉ chờ hân nghiên trở thành trò cười mà vương ninh thì liên tục chế nhạo cho dù rời đi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn không được nói như vậy ngươi là do ta đưa tới ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng hân nghiên nhìn lâm nhất rồi nói một cách nghiêm túc thật ra cô ta rất thích lâm nhất loại thích này không phải thích kiểu nam nữ lần đầu tiên nhìn thấy lâm nhất cô ta đã cảm thấy ánh mắt của thiếu niên này vô cùng trong sáng nhất là ánh mắt nhìn cô ta sạch sẽ không một chút tạp chất bao năm nay loại người nào hân nhiên cũng đã gặp biết rằng ánh mắt thế này hiếm có thế nào mọi người đều nói mắng chửi người không vạch trần khuyết điểm trong lòng mỗi người đều có chuyện quá khứ đau buồn là những vết sẹo ẩn sâu trong lòng trước đại điện hiện giờ lâm nhất coi như đã bị vương ninh không chút nể nang vạch trần vết sẹo năm xưa dưới con mắt của mọi người nếu là người khác e là đã suy sụp rồi. Nhưng vẻ mặt Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, hắn càng như vậy càng khiến Hân Nhiên đau lòng. Bởi vì cô ta là người đưa Lâm Nhất tới. Thật ra Vương Ninh nói không sai, căn cốt của ta thật sự không tốt. Ta vốn định trước khi đến đế đô sẽ nắm vững kiếm ý hoàn chỉnh, như vậy có lẽ kiếm các sẽ coi ta là trường hợp đặc biệt mà nhượng bộ một lần. Bây giờ xem ra có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, hân nhiên tỷ đừng cưỡng cầu. Lâm Nhất đã nhìn ra được Vương Diễm cố ý để hắn kiểm tra, muốn chụp cho Hân Nhiên cái mũ, mắt nhìn người không tốt này. Hân Nhiên cười không tán đồng, người chưa bao giờ khảo nghiệm căn cốt đúng không? Ừm, vậy thì thử đi, ta không sợ người khác nghĩ gì về mình, ta chỉ không muốn người phải nuối tiếc thôi. Hân Nhiên không cho Lâm Nhất cơ hội từ chối, đặt tay hắn lên thiên linh cầu rồi bảo cố lên. Đối mặt với ý tốt của đối phương, nếu Lâm Nhất còn từ chối thì thật sự không hay lắm, vậy thì kiểm tra đi, hắn cũng muốn biết mình có tư chất thế nào. Hắn nhầm niệm, tự diên kiếm quyết trong cơ thể bắt đầu di chuyển, từng làn linh nguyên màu tím thông qua bàn tay truyền vào thiên linh cầu. Ao! Linh nguyên nhỏ giọt như bùn rơi xuống biển, sau đó biến mất không còn tâm tích trong thiên linh cầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Là vì linh nguyên quá ít sao? Cho dù là phàm thể cũng không đến mức không có phản ứng gì, ít nhất cũng sẽ chấn động một chút. Suy nghĩ một chút, hắn điều khiển tử diên hoa đang cháy trong cơ thể lặng lẽ mở ra một cánh hoa. Linh nguyên tiên thiên chút vào thiên linh cầu ngày càng nhiều hơn, nhưng quả cầu pha lê vẫn không sáng. Đúng là phế thể thật. dã tâm thật lớn, kẻ bị loại lúc trước ít nhất cũng là linh thể nhất phẩm, làm gì có phế thể nào dám chạy tới lăng tiêu kiếm các báo danh. Thấy thiên linh cầu mãi không sáng, mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Ở trên bục cao của đại điện, Vương Diễm cười bảo, xem ra đúng như đệ nói, tiểu tử này thật sự là phế thể. Có thể giả được sao? Nếu không phải phế thể thì đã không phải làm kiếm nô hai năm, Vương Ninh nở nụ cười chào phúng. Tốt lắm, nữ nhân này luôn đối đầu với ta trong tông môn, lần này cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của à. Vương Diễm cười nham hiểm, chỉ cần khẳng định tiểu tử này là phế thế thì ta có thể kiện cô ta một phen, ít nhất cũng phải giam cô ta một tháng. Không biết nhìn người, gây ra trò cười lớn như vậy đừng hòng có người nói thay. Huynh à, không thể giữ tiểu tử này lại được, Vương Ninh nhắc nhở. Hắn đã giết bao nhiêu người tông tộc Vương Thị của chúng ta khi ở Thanh Dương Giới, sao có thể để hắn sống được? Chờ hắn bị đuổi rồi để cứ hành hạ tùy thích, muốn làm thế nào thì tùy, Vương Diễm hờ hững lên tiếng, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện nhỏ này. Bùm! Nhưng đúng lúc này, thiên linh cầu trên bệ đá đột nhiên sáng lên ánh sáng tím vô cùng mạnh. Lâm Nhất hơi giật mình, cảm giác nơi sâu nhất trong lục đại khiếu huyệt quanh trái tim có một luồng khí hòa vào linh nguyên rồi chút vào thiên linh cầu. Thiên linh cầu đã biến thành màu tím, phóng ra một vòng sáng rực rỡ trói mắt. Một vòng sáng tượng trưng cho linh thể nhất phẩm. Không phải phế thể. Quả cầu bị ánh sáng nhuộm thành màu tím đậm rồi, linh nguyên tiên thiên của tiểu tử này cô động thật đấy. Nhưng cũng chỉ là nhất phẩm thôi, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của lăng tiêu kiếm các. Boom! Thiên linh cầu lại tỏa ra một vòng sáng nữa, ánh sáng tím lúc này đã đậm đến mức chói mắt. Lâm nhất chỉ cảm thấy thất đại tiên thiên khiếu huyệt đều có luồng khí lần lượt rót vào thiên linh cầu. Thất khiếu linh lung đan. Đột nhiên hắn hiểu ra là thất khiếu linh lung đan mà Tô Hàm Nguyệt đưa cho hắn. Căn cốt của hắn đã được thay đổi sau khi luyện hóa thành công viên linh đan đó và sinh ra biến hóa về chất. Vì nó ẩn rất sâu trong thân thể, chính bản thân hắn cũng không biết hắn còn tưởng căn cốt của mình không tốt dưới con mắt của bao người thiên linh cầu tản ra từng vòng sáng cho đến khi bảy luồng khí đều chút hết vào trong bảy vòng sáng hiện lên rồi mới dừng lại đồng thời từ diên hoa ở đan điền của hắn cũng nở rộ thiên linh cầu màu tím càng thêm chói mắt phối hợp với bảy vòng sáng chói lọi rực rỡ như làn sóng gợn khắp bốn phương cảnh tượng như ảo như mộng linh thể thất phẩm chết tiệt sao lại thế trên bục cao, hai huynh đệ Vương Ninh ngây người tại chỗ, vừa nãy Vương Ninh còn thể thốt khẳng định lâm nhất là phế thể, lúc này đã hoàn toàn sướng sờ. Từng vòng sáng như từng cái tát dáng mạnh lên mặt Vương Ninh. Đùng! Khi tử diên hoa cháy rực trong đan điền hoàn toàn nở hết 30 cánh, thiên linh cầu đột nhiên nổ tung. Rất nhiều thiếu niên có mặt đều sợ hãi, ngồi xổm xuống theo phản xạ tự nhiên. Bán bộ kiếm ý mạnh mẽ từ cơ thể lâm nhất tràn ra không kiểm soát được tiếng kiếm xung quanh không ngừng va chạm, âm thanh vang lên không ngớt. Lâm nhất với làn tóc dài lòa xòa, khuôn mặt tuấn tú điển trai lúc này vinh lên, cực kỳ tự tin. Trên bục cao, sắc mặt vương ninh tái nhợt, hắn ta biết mình đã gây ra họa lớn. Vẻ mặt của đám lịch khiếu thiên lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với lâm nhất lúc trước càng thú vị hơn, ai cũng không tin được, cực kỳ hối hận. Chỉ có lý vô ưu và hân nhiên là ý cười nồng đậm. chương 408, mất mặt. Ao ao ao. Mảnh vỡ pha lê của Thiên Linh Cầu rơi xuống như mưa, tung tóe khắp mặt đất. Nhìn bệ đá trống rỗng, Lâm Nhất Tỉnh táo lại vội vàng ngưng tụ kiếm thế ngút trời vào cơ thể, Tử Diên Hoa trong đan điền lặng lẽ khép lại. Không ngờ Thiên Linh Cầu lại vỡ. Linh nguyên của tiểu tử này cô đặc nhường nào chứ, đến Thiên Linh Cầu cũng bị áp đảo mà vỡ rồi. Sợ rằng không chỉ có vậy, công pháp tu luyện của hắn rất có thể là kiếm quyết. Có rất nhiều loại công pháp nhiều vô số kể như bầu trời đầy sao. Nhưng có một loại trong số đó chỉ kiếm khách mới có thể tu luyện, đó là kiếm quyết dành riêng cho kiếm khách. Công pháp này vừa hiếm lại vừa quý, dù là kiếm quyết cảnh giới tiên thiên cũng khiến mọi người phải tranh cướp lẫn nhau. Linh nguyên mà kiếm quyết sinh ra ngoài sắc bén, ưu điểm lớn nhất là phù hợp với kiếm pháp. Kiếm pháp cũng vậy, nếu được thi triển bằng kiếm quyết thì ít nhất có thể tăng thêm hai phần uy lực. Linh Nguyên bình thường cho dù tu luyện cường đại đến đâu cũng không thể sắc bén được như thế. Khiến thiên linh cầu vỡ vụn là điều vô cùng khó. Các thiếu niên tới đăng ký hoàn hồn lại từ trong sự sợ hãi, bọn họ lần lượt đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Nhất. Hai huynh đệ nhà vương diễm trên bục cao không quan tâm Lâm Nhất luyện công pháp nào, cũng chẳng quan tâm đến thiên linh cầu đã vỡ vụn. Điều họ quan tâm là trước khi thiên linh cầu vỡ nó đã sáng lên bảy vòng ánh sáng. Một vòng sáng là một phẩm, bảy vòng sáng là linh thể thất phẩm lâm nhất không chỉ không phải phế thể mà còn là linh thể thất phẩm sự tương phản như vậy hiển nhiên là điều hai người không ngờ tới vương diễm bây giờ huynh còn gì muốn nói nữa không hân nhiên dẫn lâm nhất trở lại bục cao nhìn vẻ mặt khó coi của vương diễm rồi lạnh lùng chế nhạo vương diễm cắn chặt môi vẻ mặt bực bội sự thật đã bày ra trước mắt hắn ta cũng không còn gì để nói căn cốt đã được kiểm định nhưng võ hồn vẫn chưa kiểm định mà hắn ta còn chưa lên tiếng vương ninh đang tái mặt bên cạnh đã trầm giọng bảo hắn ta vẫn không cam tâm cứ thế bỏ qua cho lâm nhất hắn từng giao đấu với người khác ở thanh dương giới nhưng lại chưa từng sử dụng võ hồn chưa biết chừng sẽ là phế võ hồn lời này vừa dứt trên mặt rất nhiều trưởng lão đều bất giác hiện lên vẻ khinh bỉ chán ghét lúc trước hắn ta cứ khăng khăng rằng lâm nhất là kiếm nô vu khống hắn là phế thể nhưng kết quả hắn lại là linh thể thất phẩm sự thật đã bày ra trước mặt không mau đi xin lỗi người ta còn ở đó nói lung tung sẽ chẳng ai còn tin hắn ta nữa đủ rồi lạc phong trưởng lão phụ trách tổng vẫn luôn im lặng đột nhiên cất lời khí thế cường hãn trên người bộc phát mãnh liệt tất cả mọi người có mặt đều biến sắc cảm thấy rất áp lực vẻ mặt lạc phong hơi tối lại ông ta nhìn vương diễm hắn là đệ đệ của ngươi vừa nói ông ta vừa vươn tay chỉ vào vương ninh Vương Diễm thầm than không ổn, gật đầu bất lực, vâng, là đệ đệ của ta, hắn vừa từ bên ngoài về nên không hiểu chuyện lắm, mong trưởng lão lượng thứ. Người định để ta trao danh ngạch hạt giống cho hắn. Vương Diễm nghẹn họng, không biết trả lời thế nào ta. Bảo hắn cút đi, ngoan ngoãn xếp hàng cho ta, không thông qua khảo hạch của giáo quan thì đừng hòng bước vào cửa của lăng tiêu kiếm các. Lạc Phong chỉ vào Vương Ninh, trầm giọng gần từng chữ. Như có tiếng sấm vang lên trong đầu Vương Ninh, hắn ta xứng sở tại chỗ hắn ta không nghe nhầm chứ, bảo hắn ta cút hắn ta là dòng chính của vương gia thuộc tứ đại tông tộc đấy huynh trong lòng vô cùng nhục nhả vương ninh văn nài còn không mau cút sắc mặt vương diêm u ám hắn ta lạnh giọng quát chẳng thèm để ý đến vương ninh lạc phong trưởng lão có tiếng là người dễ tính trong kiếm các sẽ không làm khó vãn bối bây giờ ông bắt vương ninh cút ngay trước mặt mọi người chỉ có thể nói là ông đã thật sự tức giận, hắn ta nào dám cầu xin thay Vương Ninh nữa. Ta cút. Vương Ninh cắn răng nói câu này rồi đi xuống, khi đi ngang qua Lâm Nhất còn hung dữ chừng mắt nhìn hắn. Vương Ninh vừa đi, trên mặt Lạc Phong liền hiện lên ý cười, ông nói với Lâm Nhất, linh thể thất phẩm tuy không bằng Hân Nhiên và Vương Diễm, nhưng cũng thuộc vào hàng tư chất cao ở Lăng Tiêu Kiếm Các, nếu nhân tài xuất chúng thế này mà bị đuổi đi thì mới thật sự là trò cười cho thiên hạ. Hân Nhiên, lần này ngươi chọn người tốt lắm ta sẽ cho người mà ngươi chọn danh ngạch hạt giống hân nhiên cười đáp đa tạ trưởng lão lạc trưởng lão những người ta dẫn tới đều là tinh anh của thế gia sau vài lần tuyển chọn ta mới dẫn họ tới đấy vương diễm hơi lo lắng nói nếu những người hắn ta dẫn tới không được danh ngạch hạt giống thì thật sự sẽ rất mất mặt được lần này hai ngươi làm rất tốt sau này ta sẽ ban thưởng dẫn họ đi đăng ký đi ba ngày nữa tới báo danh lấy thân phận danh ngạch hạt giống tham gia cuộc khảo nghiệm cuối cùng. Đa tạ trưởng lão, vương diễm thở phào nhẹ nhóm, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy lâm nhất. Trong mắt hắn ta bất xác hiện lên tia nham hiểm, tiểu từ này đúng là một tai họa. Vừa tới đế đô đã chuốc thù với mình, trước đây thấy hắn giả vờ cũng rất ra dáng, thì ra là heo đóng giả cọp, cố ý tới chơi mình. Muốn đấu với ta thì cùng chờ xem. chương 409, Nội Thành Đế Đô Hắn ta khẳng định rằng Lâm Nhất cố ý tới chơi mình, nhưng trên thực tế Lâm Nhất còn không biết căn cốt của mình đã có tư cách của linh thể thất phẩm. Đi. Vương Diễm sầm mặt dẫn mấy thiếu niên sau lưng đi đăng ký. Hân Nhiên nhìn Lâm Nhất rồi cười khẽ, ta nói không sai mà, không kiểm tra một lần sao xác định được căn cốt của mình. He he, Lâm Nhất à, huynh khiến ta sợ lắm luôn đấy, che giấu kỹ thật. Lý Vô Ưu đấm vào ngực Lâm Nhất, cười tít mắt, không hề có điểm ra vẻ nào lâm huynh sau này chúng ta đều là đồng môn rồi mấy người phía lịch khiếu thiên vội vàng chạy tới cười nịnh ngọt chỉ là trong mắt lâm nhất những nụ cười này đều có vẻ giả tạo ngoại trừ lý vô yêu mấy người này sau những lời khi nãy của vương ninh đều lặng lẽ tránh xa hắn hắn đều nhìn thấy hết thản nhiên đáp lại vài câu lâm nhất cũng không vạch trần bọn họ đi đăng ký thôi hân nhiên cười tươi như hoa tâm trạng cực kỳ tốt phất tay dẫn mấy người đi đăng ký thoáng chốc mọi thủ tục đã được hoàn tất. Lúc đi ra, vừa hay mọi người nhìn thấy Vương Ninh đang gục đầu đứng cuối cùng trong hàng ngũ. Bộ dạng đó phải nói là rất buồn cười. Lúc trước hắn ta kiêu ngạo bảo lâm nhất cút, nhưng người thực sự phải cút lại là bản thân hắn ta. Lý vô yêu cười bảo, tên này ít nhất cũng phải xếp hàng đến tối mới tới lượt. Nếu không vượt qua khảo hạch của giáo quan thì thú vị đấy. Cũng không đến mức đó, dù gì vương gia cũng là tứ đại tông tộc, thân là dòng chính, dù là con heo cũng có thể vào được lăng tiêu kiếm các. Hân nhiên khinh bỉ nhìn vương ninh, hờ hững lên tiếng. Đúng rồi. Sau khi ra khỏi phân đà kiếm các, hân nhiên nói, phía lịch khiếu thiên tới sớm, ta đã sắp xếp chỗ ở rồi, chắc hai người vẫn chưa có chỗ ở đúng không? Chưa. Vừa tới đế đô, có chỗ ở mới là lạ. Một tia sáng lóe lên trong mắt hân nhiên, cô ta nhìn hai người, dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa, nếu không ngại thì hai người có thể đến nhà ta ở. Lý vô ưu vừa định đồng ý thì Lâm Nhất đã khéo léo từ chối, thôi, đế đồ phồn hoa như vậy, lần đầu tới cũng nên đi dạo một vòng. Vậy ta cũng thôi vậy. Lý vô ưu khẽ thở dài. Chắc chắn chứ, chỗ ở của ta chưa từng có nam nhân nào vào ở đâu, đôi má phượng của hân nhiên ánh nước nhìn hai người, đầy cám dỗ. Lý vô ưu nuốt nuốt bọt, nhìn lướt qua vẻ mặt Lâm Nhất, cuối cùng vẫn không tiện đồng ý vậy ta không ép buộc nữa nhưng ba ngày sau các người nhớ đến báo danh đúng giờ đấy người mới thông qua khảo hạch sẽ vào khảo nghiệm cuối cùng qua được vòng khảo nghiệm này mới chính thức được vào lăng tiêu kiếm các hân nhiên tỷ quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy tỷ có thể tiết lộ vài tin cho chúng ta không chúng ta cũng tiện chuẩn bị trước lý vô ưu nhìn hân nhiên mặt dày hỏi ngươi lắm mưu ngư nhiều kế thật tiết lộ trước cho các ngươi thì còn gì là khảo nghiệm nhưng ta có thể nói cho các ngươi danh ngạch hạt giống rất có ưu thế đấy hân nghiên cười bí ẩn để lại bóng lưng duyên dáng rồi chậm rãi rời đi lý vô ưu nhìn bóng lưng ấy với vẻ lưu luyến đến khi biến mất trong tầm mắt mới nói lâm nhất sao huynh lại từ chối hân nghiên tỷ từ chối lời mời của con gái là rất không lịch sự nhất là người con gái xinh đẹp như hân nghiên tỷ lâm nhất ngoắc tay gọi huyết long mã tới vừa dắt nó vừa trả lời vương ra là thế lực không nhỏ ở đế đô có thể mấy ngày tới bọn họ sẽ đối phó ta đến nhà người khác chẳng phải sẽ mang lại phiền phức cho người ta sao? Cũng đúng, nhưng người rất kỳ lạ, sao người cũng không đồng ý, lâm nhất khó hiểu nhìn đối phương. Lý vô ưu vỗ ngực, nghiêm mặt đáp, huynh đệ và nữ nhân, ta có thể phân biệt rõ ràng, thấy sắc quên bạn không phải bản tính của ta. Lâm nhất cười bảo, sao ta lại thấy không tin nhỉ? Nói thật đi, nhìn ánh mắt lâm nhất, Lý vô ưu lúng túng. Cười ngượng ngùng, được rồi, hân nhiên tỉ rõ ràng có ý muốn mời huynh, có lẽ là muốn bảo vệ huynh, ta chỉ thuận theo thôi, huynh đã không đi thì ta nào có thể mặt dày đi chứ. Hai người một ngựa đi dạo nhàn nhã trong đế đô, đối với vật gì cũng rất mới lạ. Không hổ là đế đô Đại Tần, quả nhiên khiến người ta mở mang tầm mắt. Phía trước chính là nội thành, nghe nói ngoại thành và nội thành đế đô hoàn toàn là hai thái cực. Nếu không có tu vi cảnh giới huyền võ thì phải nộp một lượng linh thạch nhất định mới được vào. Vậy đi xem thử đi. Lâm Nhất thầm nghĩ vào nội thành có lẽ sẽ an toàn hơn. Mỗi người nộp 100 viên linh thạch hạ phẩm, ngay khi đặt chân vào nội thành, vẻ mặt Lâm Nhất lập tức thay đổi. Nội thành đế đô đại tần. Con đường rộng lớn, dưới sàn lát đá xanh dường như ngầm lan tỏa một đợt sóng dao động quen thuộc. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được đợt dao động này có rất nhiều điểm tương đồng với những vân lộ mà hắn lĩnh ngộ trong mấy ngày qua. Chương 410: Đan dược tái tạo khi nước Đại Tần còn chưa thành lập thì đế đô đã tồn tại, chỉ là khi ấy không phải hoàng thành mà thôi. Ngày nay hoàng thất đã cắm rễ ở đây hàng chục nghìn năm. Nói một cách chính xác, nội thành mới là hoàng thành thật sự, ngoại thành sau này mới được mở rộng, đến giờ mới chỉ hơn một nghìn năm lịch sử. Một lúc sau, Lâm Nhất đã xác nhận đợt dao động dưới chân mình. Nó thật sự rất giống với vân lộ mà hắn lĩnh ngộ, nhưng khác biệt cũng rất lớn. Nó dày hơn, phức tạp hơn mang lại cho người ta cảm giác bao la và khổng lồ như núi cao mà mọi người ngưỡng mộ. Huynh sao vậy? Lý vô yêu thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Nhất thì hỏi. Lâm Nhất suy nghĩ một lát rồi đáp, người có cảm nhận được dao động dưới chân không? Tuy rất mờ ảo nhưng mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lý vô yêu cười bảo, ta còn tưởng Huynh đang nghĩ chuyện gì? Đây là đại trận hộ thành cổ xưa lan khắp nội thành đế đô, để hoàng thất có thể vững vàng khống chế đế đô trong nội thành này cấm vệ quân đại tần có thực lực tuyệt đối cho dù người ở trên cảnh giới huyền võ cũng không dám vì tiện khiêu khích đều bởi vì trận pháp này hiểu rồi phải nói rằng nội thành thật sự nghiêm ngặt hơn ngoại thành võ giả đi lại trên đường hầu như không thấy ai ở cảnh giới hậu thiên thi thoảng có thể dễ dàng bắt gặp cao thủ cảnh giới huyền võ hay nói chính xác hơn là ở nội thành của đế đô này cảnh giới huyền võ cũng không thể coi là cao thủ bởi vì quá nhiều sau khi đi dạo một vòng, hai người tìm được một nhà trọ trong nội thành. Mặc dù đã mở được khẩu khiếu, có thể coi không khí là thức ăn nhưng cả hai vẫn có cảm giác thèm ăn. Ở thảo nguyên Mạc Bắc, hai người dãi gió rầm xương, điều kiện rất khó khăn nên bây giờ đến nhà trọ phải ăn một bữa đàng hoàng. Khi đi nghỉ, Lâm Nhất đóng cửa, bắt tay vào nghiên cứu thẻ tre. Quang mang ở đầu ngón tay lóe lên, từng vân lộ phức tạp được hắn khắc họa dưới nền phòng. Sau 15 phút, rất nhiều vân lộ với linh quang lấp lánh hiện lên, chúng rung lên như có sự sống. Bây giờ hắn khắc họa những vân lộ này vẫn chưa thể so sánh với chủ nhân thẻ trẻ, chỉ tiện tay nhặt lấy nhưng cũng không đến mức trúc chắc khó hiểu. Hàng trăm vân lộ hiện lên trước mặt hắn. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nhất lấy một viên tiên thiên đan đặt vào chính giữa những vân lộ. Từ khi giải vân lộ cơ bản, ngừng tụ thành vân lộ hoàn chỉnh phức tạp hơn, Lâm Nhất vẫn luôn muốn lạc ấn vân lộ hoàn chỉnh lên đan dược trên đường đến đây hắn đã thử hơn 10 lần, nhưng hầu như đều thất bại. Có lẽ lần này sẽ thành công. Mặc dù thất bại nhiều lần nhưng mỗi lần đều có rất nhiều tiến bộ, đến giờ Lâm Nhất đã rất tự tin. Sứt lời, Lâm Nhất đưa tay ra. Hàng trăm vân lộ phức tạp và không liên quan, dưới sự dẫn dắt của ngón tay Lâm Nhất chúng lần lượt gắn liền, hoàn mỹ giống như một trò chơi ghép hình. Thoạt nhìn chúng giống như từng giọt nước hợp lại, sau đó tiếp tục ngưng tụ cô đặc. Bùm! cuối cùng sau khi hoàn toàn dung hợp thành một thể với tiên thiên đan, cả viên đan dược ánh lửa bay vút lên cao phát ra tiếng nổ lách tách. Linh nguyên tiên thiên trong cơ thể lâm nhất khoảnh khắc đó cũng như nước lũ vỡ đê, chảy xiết ảo ạt. Sắc mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, từ diên hoa ở đan điền bất giác nở ra, linh nguyên tiên thiên rồi rào không ngừng phun ra ngoài như nước suối cuộn trào. Linh nguyên tinh thuần gần như đều chút hết vào trong viên tiên thiên đan đang cháy. Một lúc sau, Toàn thân Lâm Nhất mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa trải qua trận chiến sinh tử. Không chỉ linh nguyên tiêu hao gần hết mà tinh thần cũng kiệt quệ. Xì xì, tiên thiên đan bốc lên từng làn khói trắng, trong những làn khói lơ lửng còn có rất nhiều tạp chất màu xám. Thành công rồi sao? Lâm Nhất lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt nghiêm nghị không dám chắc chắn. Sau khi khói trắng tản đi hết, hắn mới thận trọng bước tới, một viên đan dược màu trắng bạc tỏa ra quang mang xuất hiện trước mặt hắn. Nếu mình nhớ không nhầm thì tiên thiên đan màu đỏ thẫm mới đúng." Lâm Nhất nghi hoặc, đưa tay đặt viên đan dược màu trắng bạc vào lòng bàn tay. Nặng thật, đột nhiên hắn cảm thấy viên đan dược nặng hơn trước không chỉ 10 lần. Điều khiến Lâm Nhất ngạc nhiên hơn cả là dưới đáy đan dược còn có một đóa tử diên hoa nhỏ. Chỉ là tử diên hoa này hơi thô, chưa được tinh xảo cho lắm. Nhưng nhỏ thế này cũng vẫn nhìn ra được đại khái là hình dáng của tử diên hoa. Hắn đếm thật kỹ, không nhiều không ít, vừa đúng 30 cánh hoa đã nở. Tại sao sau khi lạc ấn, Vân Lộ hoàn chỉnh lại biến thành Tử Diên Hoa nhỉ? Thật thú vị, khóe miệng Lâm Nhất nở một nụ cười, phát hiện Vân Lộ trong thẻ che càng lúc càng bí ẩn. Hắn cầm Tiên Thiên Đan màu trắng bạc trong tay, nghĩ đến điều huyền diệu sâu xa hơn. Chương 411, Tử Diên kiếm quyết đột phá lục trọng thiên. Hắn thật sự không biết gì về luyện đan nhưng bây giờ dựa vào vân lộ đặc biệt của chủ nhân thẻ tre hắn đã tái tạo được một viên đan dược nếu hiệu quả của viên đan dược này tốt thì có thể chứng minh một điều quá trình luyện đan không quá quan trọng tác dụng chân chính nằm ở vân lộ bí ẩn này hiện tại hắn chỉ có một vấn đề đang băn khoăn đó là có nên ăn tiên thiên đan màu trắng bạc này không không ăn mới lạ đối với người khác mà nói có lẽ họ sẽ do dự một lát không dám liều nhưng với lâm nhất mà nói khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán hắn đưa tiên thiên đan vào miệng nhẹ nhàng nuốt xuống những loại đan dược khác cho vào miệng là tan nhưng viên đan dược này lại như hòn đá không những không tan mà còn không hề tản ra dược lực nếu không phải lâm nhất biết nó là tiên thiên đan thì hắn sẽ cho rằng mình ăn phải một viên đá sao lại thế nhỉ khi lâm nhất còn đang ngạc nhiên thì viên đan dược màu trắng bạc đã rơi thẳng vào tử diên hoa trong đan điền hắn nhầm niệm nhanh chóng cho tử diên hoa nở rộ để nuốt viên đan dược màu trắng bạc vào sau đó hắn khoanh chân ngồi xếp bằng kiếm quyết lặng lẽ xoay tròn vù công pháp vừa vận hành đan dược màu trắng bạc trong tử diên hoa lập tức tản ra dược lực dồi dào mà mạnh mẽ dược lực đáng sợ cuồn cuộn như núi lửa phun trào phát ra tiếng động lớn trong tử diên hoa phần lớn linh nguyên vừa tiêu hao lập tức phục hồi ngay lập tức vẫn chưa kết thúc đan dược vẫn còn một phần lớn chưa hòa tan. Hắn đã dừng lại ở tiên thiên ngũ khiếu rất lâu rồi, dưới tác động của viên đan dược này không ngờ nó lại thả lòng, bắt đầu chậm rãi phát triển. Lòng lâm nhất chấn động, đây chỉ là một viên tiên thiên đan thôi đấy. Với tu luyện lúc trước, lâm nhất luyện chế tiên thiên đan như ăn cơm uống nước, không có mấy chục mấy trăm viên, muốn chuyển cấp tu vi là điều không dám nghĩ. Tiên thiên đan nói quan trọng thì rất quan trọng, giống như người phàm phải uống nước vậy, tu luyện cảnh giới tiên thiên hầu như không thể thiếu tiên thiên đan, mỗi ngày khổ luyện đều cần dùng tới. Nói không quan trọng thì cũng không quan trọng, nó chỉ là một viên đan dược cơ bản, không có tác dụng thần kỳ nào khác. Nhưng hiện tại tiên thiên đan màu trắng bạc này đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của Lâm Nhất. Đan dược tinh khiết được công pháp hấp thu hoàn toàn mà vẫn chưa tiêu tán, sao còn là đan dược cơ bản nữa? Sau khi tiên thiên đan hoàn toàn được luyện hóa, Lâm Nhất ngạc nhiên phát hiện tử diên hoa đã lặng lẽ nở thêm một cánh nữa, tổng cộng là 31 cánh hoa. Tử diên kiếm quyết của hắn đột phá ngũ trọng bình cảnh, thăng cấp lên lục trọng. Nhưng vẫn chưa đạt đến viên mãn, khi đạt tới lục trọng viên mãn phải nở được 36 cánh hoa. Lâm Nhất mở mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng không thể che giấu. Tuế Nguyệt Tâm Kinh, ngươi thực sự đã cho ta một bất ngờ lớn. Đồng thời ở một sân lớn nguy nga hoành tráng chiếm một vùng rộng lớn trong nội thành đế đô vương diễm và một nhóm thiếu niên đang tụ tập với nhau đây là tư gia mà vương gia ban cho vương diễm có thể tự do ban thưởng tư gia ở nội thành đế đô điều này đã thể hiện sự giàu có của vương gia mặt khác cũng có thể thấy được vương gia rất coi trọng vương diễm ngoài vương diễm những thiếu niên khác đều là người mới danh ngạch hạt giống năm nay của lăng tiêu kiếm các những người này ai cũng khí chất bất phàm vẻ mặt cao ngạo. Trong số họ có một người còn nổi bật hơn, thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả chỉ vì tu vi đáng sợ cảnh giới huyền võ của hắn ta. Thiếu niên này tên lãnh mạch, là nhân tài kiệt xuất của lãnh gia ở quận tần thiên. Vương Diễm khá coi trọng người này. Lãnh gia ở quận tần thiên cũng được coi là thế gia có căn cố nghìn năm, không thể so sánh với tứ đại tông tộc nhưng cũng phi thường. Diễm huynh, sao không thấy nhị thiếu ra đâu ạ? À? Có người lấy làm lạ hỏi. Vương Diễm hờ hững đáp, bế quan rồi, gia tộc thưởng cho hắn một viên phá huyền đan, chắc ba ngày nữa là có thể đột phá được huyền quan. Lời này vừa thốt ra, mắt những thiếu niên khác đều phá sáng, lộ rõ vẻ hâm mộ. Không hổ là vương gia của tứ đại tông tộc, gia tộc giàu có, phá huyền đan mà cũng thoải mái ban tặng được. Tuy rằng gia tộc của bọn họ cũng có thể có phá huyền đan nhưng chắc chắn sẽ không được là chuyện thường tình thế này. Diễm huynh, ta đã tra ra chuyện mà huynh nhờ rồi tiểu tử đó rất thông minh, trốn trong một nhà trọ ở nội thành, lại có thiếu niên khác lên tiếng. Có cần tìm người xử lý hắn không? Vương Diễm xua tay, bây giờ anh Tài đều tập trung ở đế đô, tai mắt quá nhiều, nếu tiểu tử này đã trốn ở nội thành thì tạm thời cứ để hắn sống thêm vài ngày. Ba ngày nữa sẽ có rất nhiều cơ hội xử lý hắn. Lãnh mạch nhướng mày, trầm giọng hỏi, ý Diễm Huynh là cuộc khảo nghiệm tông môn ba ngày sau đúng không? Vương Diễm gật đầu, chuyện này ngươi không cần quan tâm, cuộc khảo nghiệm ba ngày sau ngươi còn có trọng trách. Một tên rác rời tiên thiên ngũ khiếu chưa có kiếm ý hoàn chỉnh thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng Diễm Huynh, có vẻ lạc trưởng lão rất thích tên đó, liệu? Đương nhiên ta đã nghĩ tới điểm này, có ông già kia ở đấy, muốn giết hắn gần như là không có khả năng. Nhưng ta có cách rồi, các ngươi đừng vội. Vẻ mặt vương Diễm lãnh đạm. Hắn ta bình tĩnh nói, lần này ta gọi các ngươi tới không phải vì tiểu tử đó, tên ấy không đáng để ta phải hao tổn tâm tư, ta tìm các ngươi tới là vì cuộc khảo nghiệm tông môn ba ngày sau. Diễm huynh, rốt cuộc khảo nghiệm tông môn này là gì? Ta không thể nói cụ thể cho các ngươi, nhưng có thể cho các ngươi chút quà. Vương Diễm cười bí ẩn, vỗ tay một tiếng. Mấy đệ tử mặc trang phục của lăng tiêu kiếm các bước vào, trên tay cầm vài hộp đựng kiếm. Khảo nghiệm tông môn không thể sử dụng bảo khí. Đây là huyền khí hàng đầu mà ta cho người làm, đã ngâm trong luyện huyết trì của kiếm các, mỗi người chọn một hộp đi. Cảm ơn Diễm Huynh, nhóm thiếu niên lập tức phấn khích. Bọn họ vốn đã mạnh, có lợi khí giúp đỡ càng như hổ mọc thêm cánh. chương 412, lại trở thành danh ngạch hạt giống. Lý vô yêu thấy Lâm Nhất đi ra từ phòng thì giật nảy mình. Hai mắt Lâm Nhất trũng sâu, sắc mặt vàng vọt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu ta bật cười hỏi, lợi hại đó Huynh, Ta còn đang nghĩ ba ngày nay huynh làm gì mà không ra khỏi cửa, hóa ra là bị hút khô à. Cút. Tâm Trạng Lâm Nhất rất tốt, hắn chỉ cười mắng một câu rồi thôi. Ha ha ha, Lý Vô Ưu càng cười lớn hơn. Ba ngày qua Lâm Nhất ngày đêm không ngừng nghỉ, luyện chế thêm 13 viên Tiên Thiên Đan nữa, thất bại 3 lần, những lần khác đều thành công. Tỷ lệ thành công cao như vậy nên hắn khá vui. 10 viên Tiên Thiên Đan màu trắng bạc là thu hoạch khá lớn nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ đột phá được tới tiên thiên lục khiếu. Tuy nhiên quả thực tiêu hao hơi nhiều tinh khí thần, mà hiệu suất cũng không cao. Phải mất 3 ngày hắn mới luyện chế được 10 viên. Nhớ lại luyện dược sư với khuôn mặt lạnh lùng trong trí nhớ, người ấy làm rất đơn giản cũng thành công, cực kỳ nhẹ nhàng. Tất cả đều có liên quan đến tuế nguyệt tâm kinh. Nếu không luyện tuế nguyệt tâm kinh, chỉ sợ hiệu suất khó mà nhanh lên được. Sau khi ra khỏi nhà trọ, Lâm Nhất vừa định dắt ngựa thì Lý Vô Yêu đã cười bảo, để ta dắt ngựa cho, huynh lên lưng ngựa chợp mắt một lúc đi, nếu không thật sự không nhìn nổi đâu. Vậy làm phiền đệ rồi. Có gì phiền với không phiền chứ, huynh mau lên đi, đây là điều mà tiểu đệ nên làm. Lý Vô Yêu cười tươi tắn, cầm dây cương huyết long mã, chẳng hề để bụng. Dọc đường đi, Lý Vô Yêu cố ý giảm tốc độ, đến khi tới phân đà của kiếm các thì đã có rất nhiều người cổng lớn của lăng tiêu kiếm các khắc vạn kiếm đồ cũng được mở vào hôm nay. Ôi nhiều người thật đấy. Lý vô ưu tặc lưỡi cảm thán. Đúng là rất đông. Lâm nhất chợp mắt được chừng 15 phút, mở mắt ra nhẹ giọng nói. Hắn chờ mình xuống ngựa, khí sắc đã khôi phục rất nhiều, ít nhất trông không còn thiếu sức sống như lúc trước. Lâm sư đệ, lại đây. Phía cửa bên, hân nhiên vẫy tay gọi hai người, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp khiến mắt hai người sáng rỡ chiếc sườn xám màu đỏ sẫm xinh đẹp làm nổi bật dáng người duyên dáng lả lướt đôi môi đỏ hồng như hoa hồng nở rộ phía lịch khiếu thiên đã đến từ sớm lúc này đang đứng bên cạnh cô ta lâm nhất vừa ngủ dậy cũng hơi giật mình hân nhiên sư tỷ đúng là xinh đẹp động lòng người lâm nhất nói thật cho sư tỷ ba ngày nay ngươi đã làm gì hân nhiên vừa thấy lâm nhất đã hỏi ngay không làm gì thật mà không làm gì vậy hai quầng thâm to đùng trên mắt ngươi là thế nào? Một tia danh mãnh lóe lên trong mắt Lý Vô ưu, cậu ta cười hì hì bảo, Lâm Sư Huynh nhốt mình trong phòng ba ngày không ra ngoài, không biết làm gì trong đó, chỉ biết là tiếng động không nhỏ đâu, cứ bạch 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 suốt. Không cẩn thận lúc kết bạn, lần này đúng là không giải thích được. Chật chật, không nhìn ra tiểu sư đệ lại lợi hại đến thế, ba ngày ba đêm cũng không ra. Hân nhiên nhướng mày, khóe miệng cong lên, cười tủm tỉm bảo sư tỷ thật ra ta cũng rất lợi hại đó lý vô yêu thấy thế vội nở nụ cười đầy ẩn ý hân nhiên giật mình sau đó bật cười khúc khích tiểu tử ngươi không biết ta đang nói gì đúng không vừa nhìn là biết lâm nhất sư đệ bế quan khổ luyện nào nói sư tỷ nghe ngươi lợi hại ở phương diện nào những người khác bật cười lý vô yêu xấu hổ cười ngượng ngùng đi thôi không trêu các ngươi nữa hôm nay là ngày quan trọng đấy hân nhiên cười dẫn mấy người đi về phía trước. Lâm Nhất nhìn dòng người trước đại điện mà lòng thầm kinh ngạc, số lượng người mới có lẽ đã gần tới 10.000 người. Với yêu cầu khắt khe của lăng tiêu kiếm các mà vẫn chọn ra được hơn 10.000 người, phải nói rằng đại tần đế quốc thật nhiều anh tài. Lạc trưởng lão đâu rồi? Sau khi lên bục cao, Hân Nhiên bất ngờ phát hiện Lạc Phong phụ trách tổng không còn ở đó nữa. Đổi sang một vị trưởng lão khác, tu vi của ông ta cũng khiến người khác phải khiếp sợ. Lạc trưởng lão có chuyện quan trọng cần giải quyết nên về tông môn trước rồi. Khảo nghiệm cuối cùng của tông môn hôm nay do bạch đình trưởng lão phụ trách. Bên cạnh ông ta là Vương Diễm đang tỏ ra thân thiết. Hắn ta nở nụ cười đáp lại. Hân nhiên, người có ý kiến với bản trưởng lão à? Bạch đình khẽ nhướng mày, nhìn hân nhiên rồi hờ hững hỏi. Không dám. Hừ, vậy thì tốt. Ta nghe nói dưới trướng ngươi có một người là linh thể thất phẩm, hôm qua rất huy phong. Bạch đình nhàn nhạt cất lời. Vẻ mặt Hân Nhiên hơi sầm lại, cô cố nặn ra một nụ cười, Bạch trưởng lão nói đùa, linh thể thất phẩm thôi mà, hơn nữa tu vi của hắn mới ở tiên thiên ngũ khiếu, không dám nói là uy phong. Như vậy vẫn chưa đủ uy phong, Thiên linh cầu cũng bị hắn làm vỡ rồi. Đúng lúc này phía dưới có người bước tới, chính là Vương Ninh bị hủy bỏ danh ngạch hạt giống hôm qua. Cảm thấy có điều khác thường, Lâm Nhất nhìn kỹ lại mới phát hiện khí tức trên người hắn ta đã là cao thủ cảnh giới huyền võ. Vương Diễm vội nói, Bạch trưởng lão, đây là đệ đệ của ta, hôm qua bị hủy bỏ danh ngạch hạt giống, hôm nay đã thành công đột phá huyền quan. Bạch Đình khẽ gật đầu, Tông Môn có quy định ai đột phá được huyền quan đều tự động trở thành danh ngạch hạt giống, chuyện hôm qua cho qua đi. Phía Hân Nhiên nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi. Vương Ninh này lúc trước gây sự vô cớ, khiến Lâm Nhất suýt nữa mất hết mặt mũi, hôm nay lại đắc ý trở thành danh ngạch hạt giống. Đa tạ Bạch trưởng lão. Vương Ninh vô cùng hưng phấn, chắn tay cảm ơn. Ngươi là Lâm Nhất đúng không? Chương 413, không cần nữa. Bạch Đình đào mắt nhìn sang Lâm Nhất rồi hỏi. Chính là tại hạ. Tốt lắm, lão phu rất có hứng thú với ngươi, võ hồn của ngươi vẫn chưa được kiểm định đúng không? Lấy ra cho lão phu xem đi. Vẻ mặt Bạch Đình rừng rưng, ông ta nói với vẻ hờ hững nhưng giọng điệu lại mang vẻ không cho người khác chối từ. Vương Ninh đắc ý Đưa mắt nhìn Lâm Nhất, người khác không cần gọi võ hồn sao? Lâm Nhất không làm theo mà bình tĩnh hỏi, người khác đâu làm vỡ thiên linh cầu, đương nhiên lão phu không có hứng thú, người không muốn gọi võ hồn hay là không dám. Ta nghe Phong Thanh, có người nói ngươi không thể gọi ra được võ hồn, là một phế võ hồn. Ánh mắt Bạch Đình đột nhiên lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên rất lãnh đạm. Đến bây giờ, người ở dưới bục hay trên bục đều nhìn ra Bạch Đình với hai huynh đệ nhà Vương Diễm cùng một phe, mục đích là để gây khó dễ cho Lâm Nhất. Hôm qua Vương Ninh vu khống Lâm Nhất là phế thể, hôm nay vẫn lại chiêu này. Nếu ta muốn trở thành danh ngạch hạt giống thì bắt buộc phải gọi võ hồn à, Lâm Nhất nhìn ông ta, trầm giọng hỏi. Đúng, Bạch Đình không chịu buông tha, không cho hắn bất cứ cơ hội nào để từ chối. Được thôi, vậy ta không cần danh ngạch hạt giống nữa. Đoạn kiếm võ hồn của Lâm Nhất không thể gọi ra được, chỉ có thể gọi ra một làn kiếm quang, e rằng khó có được công nhận. Dứt lời, Lâm Nhất xoay người rời đi, nhảy khỏi bục cao, hòa vào đám đông bên dưới. Vẻ mặt hân nhiên trở nên lạnh lùng, cô nhìn hai huynh đệ vương diễm, hai người kia liên tục cười khẩy. Hân nhiên sư tỷ, không phải chúng ta ép đâu, là hắn tự cút xuống mà. Vương Ninh lúc này đã đột phá huyền quan, tự cho rằng thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, không cần sợ nữ nhân này ức hiếp người quá đáng, ta cũng không cần danh ngạch hạt giống nữa. Lý vô yêu hừ lạnh, nhảy xuống bục cao, đi về phía lâm nhất. Vương Diễm, chúng ta cùng chờ xem. Hân nhiên tức run người, cắn răng nghiến lợi nói một câu rồi đuổi theo. Các người cũng định xuống theo à? Vương Diễm nhìn đám người phía lịch khiếu thiên với vẻ mặt diếu cợt, cười nhẹ hỏi. Không cần, không cần. Phía lịch khiếu thiên cười ngượng ngừng, hiển nhiên không được tự nhiên lắm. Bạch Đình tỏ vẻ thờ ơ, không để ý đến sự bất mãn của những trưởng lão khác, hờ hững bảo, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, khảo nghiệm cuối cùng của tông môn không được xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Bên dưới, Hân Nhiên tìm được Lâm Nhất và Lý Vô Yêu trong đám đông rồi cười khổ bảo, sao hai người lại bốc đồng thế? Lý Vô Yêu phẫn nộ, hai huynh đệ vương gia thực sự ức hiếp người quá đáng. Hân nhiên thở dài, bọn hắn cũng vì dựa vào hôm nay đổi thành bạch đình trưởng lão thôi, không có danh ngạch hạt giống cũng không sao, khi đến nơi thí luyện phải cẩn thận, ta nghĩ vương diễm sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ta sẽ chú ý, phiền sư tỷ phải quan tâm rồi. Trong lòng lâm nhất biết rõ, khi ở thanh dương giới, hắn đã giết bao nhiêu người của vương gia, hai huynh đệ này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng tốt, hắn cũng không định nhân từ với vương ninh hắn đã thể độc trước cái chết của hồng lão rằng đời này nhất định phải giết vương ninh chỉ cần có cơ hội hắn sẽ không bỏ qua ta về trước đây còn mấy tiểu tử nữa cần ta lo liệu nhớ đừng có bốc đồng ta thật lòng hy vọng có thể làm sư tỷ của ngươi hân nhiên nghiêm túc nói với lâm nhất ta sẽ cố hết sức hân nhiên cười khẽ nhìn lý vô ưu nói còn ngươi nữa cũng nhớ phải chú ý an toàn cảm ơn sư tỷ ta muốn trở thành kiếm khách số một đại tần mà sao có thể chết dễ dàng như vậy được, Lý Vô Yêu cười sảng khoái, liên tục bốc phét. Đương nhiên Lâm Nhất muốn vào lăng tiêu kiếm các, nhưng nếu liên tục bị làm khó thì hắn cũng không có cách nào. Nhưng Lý Vô Yêu lại khiến hắn cảm động, cậu ta đã cùng từ bỏ danh ngạch hạt giống mà đi với hắn. Lý Vô Yêu cười hình hịch, huynh đừng cảm động quá, ta cũng vì muốn lấy hảo cảm của sư tỷ thôi. He he, huynh thấy chưa, trước khi đi sư tỷ lại cười với ta đó vẫn tự cho mình là đẹp trai như trước, Lâm Nhất mỉm cười, không cảm động nữa. Thời gian dần trôi, ngày càng có nhiều người mới tập trung trước đại điện. Trên bục cao cũng liên tục có thêm mấy người mới đột phá được huyền quan. Đại tần đế quốc quả thực là nơi tàng long ngọa hổ, chỉ riêng Lăng Tiêu Kiếm Các thôi đã có nhiều người mới cảnh giới huyền võ thế rồi. Không biết những người này tu luyện thế nào. Mọi người đã đến đủ, vậy ta sẽ nói về cuộc khảo nghiệm cuối cùng của Lăng Tiêu Kiếm Các. Bạch Đình đột nhiên đứng dậy, giọng nói hùng hồn vang vọng từ phía, phía dưới đang hỗn loạn ồn ào bỗng chốc im lặng. Lát nữa các ngươi sẽ vào một thế giới nhỏ, đó là nơi thí luyện của khảo nghiệm lần này. Thấy phía dưới đã im lặng, Bạch Đình tiếp tục nói, thế giới nhỏ này là lăng tiêu giới, trong đó đầy rẫy nguy hiểm và yêu thú với sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người phải đi qua thế giới này, đến lối ra lăng tiêu giới, lối ra chính là sơn môn của bản tông lăng tiêu kiếm các. Đương nhiên thí luyện không hề đơn giản, Bốp! Bạch Đình đột nhiên vỗ tay, vô số ngọc bội rơi xuống như mưa. Lâm Nhất đưa tay cầm lấy một miếng ngọc bội, chỉ thấy trong miếng ngọc bội trong suốt có một ngôi sao sáng. Làm cái quái gì vậy? Lý Vô Yêu ở bên cạnh đung đưa miếng ngọc bội, khó hiểu tự hỏi. chương 414, bắt đầu khảo nghiệm. Ngôi sao nhỏ trong ngọc bội màu trắng trong suốt như pha lê phát ra quang mang nhưng không rực rỡ lắm. Lý Vô Yêu lắc lư trong tay vài lần, không biết là có ý gì những người mới khác đều như hắn ta, cũng chẳng ai hiểu là thế nào. Khi mọi người đang tò mò, giọng của Bạch Đình trưởng lão trên bục cao lại vang lên. Mọi người đều nhìn thấy ngọc bội đấy, mỗi người rót một chút linh nguyên vào, ngọc bội sẽ gắn liền với một mình ngươi. Ngọc bội danh ngạch hạt giống có bốn sao, những người mới khác đều chỉ có một sao. Muốn trở thành đệ tử của lăng tiêu kiếm các, khi ra khỏi lăng tiêu giới, ít nhất phải có bốn sao mới được. Lời này vừa dứt, hiện trường lập tức xôn xao, thì ra danh ngạch hạt giống có lợi như thế. Tương đương với không cần làm gì, chỉ cần ra được là có thể trở thành đệ tử chính thức của Lăng Tiêu kiếm các. Còn các ngươi, Bạch Đình dừng một chút rồi nói tiếp, cần phải giết được yêu thú trong Lăng Tiêu giới, để ngọc bội hấp thu linh khí trong yêu đan, như thế số lượng sao mới tăng lên. Nếu số lượng đan đủ nhiều, sau khi ra khỏi Lăng Tiêu giới còn có bất ngờ đang chờ đợi các ngươi nữa đấy nếu số sao trong ngọc bội không đạt 4 sao thì cuối cùng sẽ bị đào thải. Đương nhiên, nếu có ai, tốt bụng, đồng ý truyền linh khí của sao cho các người thì nội quy cũng cho phép. Người tốt bụng, Lý Vô ưu và Lâm Nhất không tin, câu này thật dư thừa. Hầu hết võ giả ở đây đều không quen nhau, ai sẽ tốt bụng truyền linh khí sao cho ngươi. Linh khí sao nhiều hay ít cũng thể hiện thực lực của ngươi, cho dù thừa cũng không dễ dàng cho người khác. Điều này tương đương với việc khuyến khích tranh giành, cướp đoạt. Có câu nói này, cạnh tranh trong lăng tiêu giới có lẽ sẽ khá tàn khốc. Nhiều thiếu niên không có thực chiến sẽ bị đào thải sớm. Khảo nghiệm cuối cùng của lăng tiêu kiếm các cũng thật khó tin. Mọi người thông qua tầng tầng lớp lớp khảo hạch, cuối cùng đứng ở nơi này, chẳng có ai ngu như vậy cả. Mọi người lập tức hiểu ý Bạch Đình, không ít người bắt đầu biến sắc, có người vô cùng hưng phấn, nghĩ xem sau khi vào sẽ thể hiện thân thủ thế nào, nhưng cũng không ít người lo lắng, không biết có trụ được đến cuối không thân là kiếm khách nếu không dũng cảm thì cũng như kẻ vô dụng lăng tiêu kiếm các chưa bao giờ nhận kẻ vô dụng lần khảo hạch cuối cùng này nguy hiểm trùng trùng thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng ai muốn từ bỏ thì có thể từ bỏ ngay bây giờ tiếng ồn ào bên dưới dần trở nên yên tĩnh đã đến bước này rồi ai lại từ bỏ vẻ mặt bạch đình lãnh đạm ông ta cao ngạo nhìn xuống dưới hờ hững bảo tốt lắm mở cửa đi ông ta vừa dứt lời mấy trưởng lão sau lưng đột nhiên đứng dậy, bắt đầu kết ấn. Kiếm thế mạnh mẽ từ người mấy người đó bay vút lên trời. Một lúc lâu sau, trên trời có tiếng sấm vang vọng, mây từ tứ phía hội tụ như thiên quân vạn mạ đang liên tục chạy lại. Cảm giác một ngạt nặng nề tràn ngập mọi ngóc ngách của thế giới này. Đùng, đám mây rông nổ tung, một vết nước kinh hoàng đột nhiên xuất hiện, không gian như tờ giấy bị xé thủng một lỗ cực lớn. Vào đi! Bạch Đình trầm giọng hô. Hơn 9.000 người trên sân cùng đi vào lăng tiêu giới, đồng thời chạy vào. Sau khi đi vào vết nứt hư không, trước mắt mọi người tối sầm, trong lăng tiêu giới đang là buổi đêm. Trước tầm mắt hiện ra một khu rừng bạt ngàn. Nhìn thoáng qua, khắp nơi đều là những cây cổ thụ tươi tốt, rậm rạp, cao vút không thấy ngọn. Khí tức yêu thú cuồng bạo lan ra từ khu rừng. Đi qua khu rừng này chính là cửa ra lăng tiêu giới, các người có một tháng một tháng sau bất kể có thu được bốn ngôi sao không, chỉ cần là người chưa ra khỏi lăng tiêu giới đều sẽ bị đào thải rồi dịch chuyển ra ngoài. Trong hư không, có trưởng lão của lăng tiêu kiếm các ngồi trên kiếm điêu lớn tiếng nói. Ngoài việc không thể sử dụng bảo binh thì không còn quy tắc nào nữa. Trong khu rừng này, nếu cố gắng tìm kiếm, chưa biết chừng còn có cơ hội. Được rồi, khảo hạch chính thức bắt đầu, chúc các người may mắn. Vù vù, hơn 10 con kiếm điêu cùng trưởng lão bay vút đi, ẩn trong khu rừng rộng lớn. Trong khu rừng tối tăm, cho dù không bước vào cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh người, mọi người không giống các trưởng lão không sợ hãi, không ai liều mình bước vào, ai cũng thận trọng lựa chọn bạn đồng hành. Lịch khiếu thiên Bên cạnh lâm nhất, Lý Vô ưu liếc thấy phía lịch khiếu thiên đi qua từ nơi cách đó không xa thì theo thói quen chào hỏi một tiếng. Xung quanh lịch khiếu thiên rất đông người, ai cũng là danh ngạch hạt giống, bọn họ đang chuẩn bị đặt chân vào rừng sâu tối tăm thấy Lý vô ưu gọi, bước chân lịch khiếu thiên khựng lại, quay người xấu hổ nói, Lý lão đệ, đội chúng ta đủ rồi, không thể thêm người nữa. Hơn nữa trong đội đều là danh ngạch hạt giống, người gia nhập cũng không hay lắm. Lý vô ưu nghe xong đầu tiên ngây người, sau đó châm chọc ta còn chưa lên tiếng mà người đã đuổi người à. Mặt lịch khiếu thiên cũng dày thật, nếu không vì hắn ta là danh ngạch hạt giống dưới tay hân nghiên sư tỷ, Lý vô ưu cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta tu vi cũng chỉ ở tiên thiên thất khiếu, có một nhóm danh ngạch hạt giống đi vào cũng không thể hiện mình ở nhóm đầu. chương 415, một đêm trong rừng rậm. Thật có lỗi. Lịch khiếu thiên cười ngượng ngùng, dẫn những người khác nhanh chóng rời đi. Bộ dạng đó giống như nhìn thấy ôn thần vậy, e sợ phải dây dưa nhiều với hai người lâm nhất. Hừ, tên khốn này, ta cũng vạ miệng, Lý Vô ưu thấy cảnh tượng này thì vô cùng tức giận. Lâm Nhất bình tĩnh cười nói, có thể là hân nhiên tỷ đã dặn dò hắn ta vào lăng tiêu giới chăm sóc chúng ta, cho rằng chúng ta thật sự sẽ làm phiền hắn ta. Hắn ta có lẽ không dám đắc tội với hai huynh đệ vương diễm, cho nên sợ sẽ có gì dây dưa với chúng ta. Ta biết, chỉ là thật sự bực mình quá, ta cũng chỉ tùy tiện gọi hắn ta một tiếng mà thôi, đâu có ý định muốn nhờ hắn ta giúp đỡ. Không cần để ý hắn ta nữa, tách ra đi đi, đợi ra khỏi lăng tiêu giới thì chúng ta sẽ hội tụ bớt xong dài đi, không phải chỉ là vương diễm thôi sao, Lý Vô Yêu ta còn muốn trở thành đệ nhất kiếm khách của Đại Tần, há có thể sợ bọn họ chứ, đi theo ta. Ánh mắt Lý Vô Yêu lóe lên một tia thần sắc cố chấp, cố ý tự mình đi về phía trước, không hề có ý định bỏ Lâm Nhất lại. Cái tên này, Lâm Nhất mỉm cười, cất bước đi theo. 9.000 người mới cũng gần như cùng lúc xiết vào sâu trong khu rừng âm u ngoại trừ một vài nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ thực lực mạnh mẽ ra thì những người mới cảnh giới tiên thiên đều lựa chọn đi chung thành nhóm, ít thì năm ba người, nhiều thì mười mấy người, thực lực không đủ thì nhất thiết phải tụ chung với nhau. Trong lòng Lâm Nhất đánh giá thực lực của bản thân, hắn tu luyện tử diên kiếm quyết, đây là kiếm quyết truyền thừa thịnh thế hoàng kim từ thời viễn cổ. Còn có thôn thiên thuật, thôn vệ âm sát khí khổng lồ. Hiện tại về mặt nội tình, hắn so với vài thiên tài kiệt xuất thế gia đó có thể nói chỉ mạnh chứ không yếu. Trong quận Thanh Dương, những cường giả bán bộ huyền quan rơi vào tay hắn đều có thể dễ dàng giết chết như giết chó giết gà. Mặc dù chỉ là tiên thiên ngũ khiếu, nhưng hắn có lôi viêm chiến thể, còn cả bán bộ kiếm ý, gặp phải tiên thiên thất khiếu cũng không hề có chút áp lực nào. Điều duy nhất khiến hắn hơi chút kiêng rẻ đó là hắn chưa từng giao thủ với người có cảnh giới huyền võ, nên không biết mức độ ra sao, đi vào trong rừng rậm u ám chưa bao xa hai người đã gặp phải một con yêu thú lục khiếu không nổi bật liên thủ lại liền nhẹ nhàng giải quyết gọn ngọc bội hấp thu linh khí trong yêu đan gần như không có quá nhiều thay đổi lý vô yêu thở dài nói yêu thú lục khiếu mới có chút linh khí này đoán chừng thất khiếu cũng chẳng nhiều hơn là bao nếu như đặt hy vọng bốn sao lên yêu thú thì không biết phải giết đến năm nào tháng nào đây nghỉ ngơi một đêm đã nơi này mới chỉ là ven rừng thôi không cần sốt ruột Ừ, Lý Vô Yêu liền xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt khổ tu, chỉ chốc lát trong cơ thể đã có âm thanh vù vù truyền ra, giống như tiếng kiếm ngân vang. Trên người hắn ta tản phát ra tinh quang nhàn nhạt, nhạt, cả thân thể toát ra quang mang trong suốt óng ánh, y phục mong manh không thể che giấu được. Lâm nhất quan sát vài lượt, nhìn lên vòng trời rồi lại nhìn Lý Vô Yêu. Hắn có chút đăm chiêu, công pháp mà đối phương vận chuyển trong người tựa hồ có liên quan đến tinh thần trên bầu trời tên này chỉ e cũng có lai lịch không nhỏ. Có điều hắn vẫn không thể ngủ, lâm nhất để huyết long mã canh chừng bên Lý Vô Yêu, còn hắn thì khẽ động thân hình rồi biến mất vào trong rừng. Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, người mới nghỉ ngơi trong rừng lục tục mở mắt tỉnh dậy tiếp tục lên đường. Lý Vô Yêu lúc này cũng mở hai mắt ra, tập trung nhìn vào. Chờ thấy lâm nhất từ trên một trà cây nhảy xuống, ném ra một đống trái cây linh khí bốn phía, cuối cùng lại lấy ra thịt nướng yêu thú bọc giấy bạc trong túi chữ vật. Kiếm ra từ lúc nào vậy? Mắt lý vô ưu sáng lên, nhặt trái cây lên vội nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, lỗ chân lông toàn thân mở ra, sảng khoái đến cực điểm, mơ hồ tu vi còn gia tăng không ít. Đêm qua, người có lẽ đã nghe qua trưởng lão đó nói, trong khu rừng u ám này chỉ cần chăm chỉ tìm kiếm thì sẽ tìm được chút kỳ ngộ, lâm nhất vì tiện nói, bắt đầu mở thịt yêu thú gói trong giấy bạc ra, coi như làm món ăn sáng. Huyết khí tràn trề ẩn chứa trong thịt yêu thú cường hãn sau khi nướng chín không những có vị rất ngon mà còn có thể giúp võ giả duy trì tinh lực dồi dào. Bất cứ lúc nào cũng có thể ở trong trạng thái đỉnh phong, khí huyết toàn thân càng dâng tràn không tắt như yêu thú. Những thứ này đều là kinh nghiệm khi lâm nhất đơn độc lịch luyện, học tập trong thanh dương giới mà có được. Lợi Hải, trưởng lão đó chỉ nói đại một câu mà huynh cũng thật sự đi kiếm, lý vội yêu gặm thịt yêu thú, thỏa mãn nói lâm nhất mỉm cười không nói gì nữa những việc hắn làm đêm qua đâu chỉ có vậy hắn còn tìm được một con yêu thú cảnh giới huyền võ đơn độc luyện tập cũng coi như đã nhận biết rõ ràng hơn về thực lực của bản thân ăn không bao lâu sắc mặt hai người đều khẽ thay đổi có điều đều lập tức khôi phục lại như thường để thịt yêu thú xuống lâm nhất lau miệng rồi nói sợ rồi sao sợ cái gì chứ vừa hay có thể chơi với họ một lát sau khi rời khỏi nhà gần nửa năm tay ta không động tay rồi, Lý Vô Yêu liếm môi, cười khà khà nói. Hai thiếu niên cùng lúc cảm ứng được, có người đang nhìn chằm chằm vào họ, khí tức còn vô cùng cường đại. Đi! Lý Vô Yêu và Lâm Nhất cùng lúc đứng lên, lăng không nhảy vọt rồi hạ xuống trà cây, thân ảnh nhất thời như cơn lốc, không ngừng lao đi vào sâu trong rừng. Không lâu sau, một nhóm thiếu niên xuất hiện tại nơi hai người vừa dừng chân. Người cầm đầu rõ ràng là Vương Ninh và Lãnh Mạch, những người còn lại đều tỏ ra vẻ là hạt giống thuộc hạ của vương diễm đều có tu vi tiên thiên thất khiếu hai tên xúc sinh này chết đến nơi rồi vẫn còn hứng thú ăn uống vương ninh dẫm chân xuống nghiền nát chỗ thịt yêu thú mà hai người lâm nhất còn chưa ăn hết lạnh lùng chửi bới có lẽ vẫn chưa chạy xa tách ra đuổi theo có thể chặn được chúng lãnh mạch nhìn về phía hai người chạy đi lạnh lùng lên tiếng nói cứ quyết định vậy đi tách ra đuổi vương ninh quát lạnh một tiếng lập tức đội ngũ phân thành hai tốp, dưới sự dẫn dắt của Vương Ninh và Lãnh Mạch, giống như mãnh hổ phi nước đại, nhanh như tia chớp. Chương 416, đôi mắt Chu Tước, tinh nhật mã. Sâu trong rừng, hai người Lâm Nhất và Lý Vô Ưu không ngừng chạy nhảy trên các cây đại thụ. Lâm Nhất nhìn bước chân của Lý Vô Ưu, giữa các bước nhảy, thân mình nhẹ như chim yến, nhưng tốc độ lại nhanh chóng và mạnh mẽ, giống như báo săn đang chạy. Thân pháp huyền diệu khiến mắt Lâm Nhất sáng lên không nhìn ra thân pháp của ngươi lại tuyệt diệu như vậy. Không có chút bản lĩnh thì làm sao dám làm đệ nhất kiếm khách nước đại tần chứ, Lý Vô Yêu cười khà khà nói. Lâm Nhất có chút khinh bỉ cười nói, đừng chém gió nữa, đám người phía sau đó đuổi tới rồi, đám người này đúng là bám dai như đỉa. Năm người, ngoài trừ vương ninh ra, đều là tiên thiên thất khiếu, toàn bộ đều là chó săn của vương diễm, Lý Vô Yêu lướt nhìn về phía sau một cái, ánh mắt mơ hồ như có tinh quang lóe lên, sau đó tùy ý đáp lời. Cái tên này quả thật cũng có chút môn đạo, cho dù đã mở nhãn khiếu, Lâm Nhất cũng không nhìn rõ được phía sau có mấy người truy kích, chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm ứng đại khái. Lý vô ưu không những cảm ứng được số lượng người truy sát, còn phân biệt được đặc điểm của người ta. Chưa đi bao xa, sắc mặt Lâm Nhất bóng trầm xuống, bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về một mảng địa đạo trống trải phía trước, nói đám người này cũng khá thông minh, phân nhau ra đuổi, ý định bẫy chết chúng ta. Là lãnh mạch, tên tiểu tử này là kẻ mạnh nhất trong đám hạt giống thuộc hạ của Vương Diễm. Tu vi cảnh giới huyền võ, nhưng mạnh hơn Vương Ninh vừa đột phá huyền quan kia rất nhiều, tinh quang trong mắt Lý Vô ưu lại hiện lên, nhìn ra thân phận kẻ chặn đường phía trước. Nhất thời, phía sau có truy binh, trước có chặn đường, tình hình có vẻ cực kỳ không ổn. Làm thế nào đây, Lý Vô ưu mặt không biến sắc, nhìn về phía Lâm Nhất hỏi xiết ngược lại lâm nhất cười nhạt nếu đã xác định hai cường giả cảnh giới huyền võ lãnh mạch và vương ninh đã tách nhau ra không giết ngược lại cho bọn họ một niềm vui bất ngờ thì cũng không được ha ha ta thích mắt lý vô ưu sáng lên liếm môi cười đáp lại người đối phó với vương ninh ta xử lý mấy tên chó săn khác trước không thành vấn đề nghe lâm nhất bảo hắn ta ngăn chặn vương ninh cảnh giới huyền võ lý vô ưu chỉ cười nhàn nhạt, nhạt không có chút lo lắng nào đi. Sát khí trên người lâm nhất đột nhiên bạo tăng, bàn chân nhảy mạnh lên trà cây, rắc rắc, trà cây chắc chắn ẩm ẩm đứt gãy. Chịu lực của một cước này, lâm nhất lăng không nhảy lên, mỗi khi cạn kiệt lực, bàn chân lại đạp vào hư không, dưới cương nhu tịnh tề sản sinh ra một cỗ nhu kình, nâng lâm nhất lần nữa bay lên. Nhìn từ xa giống như đang bay trong không trung, lao đi nhanh như tia chớp. Lý vô yêu âm thầm líu lưỡi, cười nói, hóa ra là thâm tàng bất lộ, ta cũng không thể để bị coi thường được. Siêu siêu siêu, lăng không dẫm tại chỗ, một bước đi được chín trượng, sau Kakahi lâm nhất hạ xuống đất, vừa hay xuất hiện trước mặt năm người Vương Ninh. Vương Ninh đuổi theo không từ bỏ khẽ sừng sốt rồi lập tức hiểu ra lâm nhất bị lãnh mạch bức quay lại rồi. Tên kiếm nô, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể thoát được từ chỗ ta sao, khóe miệng Vương Ninh cong lên một mặt cười lạnh, thù mới hận cú cộng lại khiến sát khí trong mắt hắn ta bùng lên, hận nỗi không thể lập tức giết chết Lâm Nhất ngay tại chỗ. Bốn tên hạt giống tiên thiên thất khiếu phía sau lặng lẽ tách ra, bao vây theo hình cánh quạt. Keng! Bốn người cùng lúc rút ra lưỡi dao sắc bén bên hông, hàn mang lóe lên, thân kiếm bạo khởi từng trận huyết vụ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Rõ ràng chính là trường kiếm huyền khí thượng phẩm, sắc bén nhập vào xuất ra, giống như rắn độc khiến người khác thoát tim. Lâm Nhất thản nhiên liếc mắt, cười nhạo nói vương gia vì giết ta mà cũng bỏ ra không ít tiền của nhỉ lâm nhất ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi ở quận thanh dương ngươi cũng coi như một nhân vật có tiếng ở đế đô này ngươi đến cái rắm cũng không phải giết ngươi chỉ là thuận đường mà thôi vương ninh lạnh giọng nói hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự tồn tại của cảnh giới huyền võ đáng sợ cỡ nào âm uhm, vừa dứt lời khí thế trên người vương ninh ầm ầm bạo tăng một trận uy áp khủng bố càn quét về phía lâm nhất không hộc. Thế kiếm này giống như một cơn gió lốc, những nơi quét qua cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Không đợi cho khí thế hoàn toàn trấn áp lâm nhất, hắn ta liền nhảy vọt lên không chung, giơ tay lên chém xuống một kiếm. Kiếm quang mãnh liệt vô cùng, kiếm này nặng tựa vạn quân, ẩn chứa chân nguyên mà chỉ có cảnh giới huyền võ mới có thể ngưng tụ ra được, điên cuồng chém xuống, tựa hồ đến một tòa núi cũng có thể chém đứt làm đôi. Keng! Nhưng người còn chưa rơi xuống đất, kiếm quang liền bị ai đó chặn lại, cơ thể chấn động trong không chung. Lý vô ưu cầm trong tay một thanh hàn kiếm, nhẹ nhàng thoải mái ngăn lại kiếm quang này, hai mắt hơi nheo lại, thản nhiên cười nói cảnh giới huyền võ. Hình như cũng không mạnh và đáng sợ mấy nhỉ. Lý vô ưu đột nhiên xuất hiện khiến vương ninh lâm vào sửng sốt, giận dữ quát lên, đi chết đi. Hắn ta vung tay lên, trường kiếm trong tay tạo nên kiếm ảnh rậm rạp dày kín, tựa như mưa rền gió giữ đánh tới sư đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ của lý vô ưu bỗng nhiên mở to ra trong đó trong đó là một biển sao trời là các vì sao đang cháy rực lấp lánh rực rỡ tựa như biển lửa mờ mịt minh mông vô tận đôi mắt chu tước tinh nhật mã xôn sao, tế ra võ hồn trong hai mắt lý vô ưu là ngọn lửa bốc cháy hừng hực hai mắt của hắn ta sáng như sao trời không chứa được bất cứ hạt cát nào vương ninh lập tức cảm thấy hai mắt đau đớn kiếm pháp trong tay xuất hiện rất nhiều sơ hở. Thực lực một thân cảnh giới huyền võ dưới sự thiêu đốt của đôi mắt chu tước này lập tức suy giảm cực lớn. chương 417, không có ý định bỏ qua. Sao có thể? Vương Ninh không khỏi thất kinh thất sắc, trong lúc hấp tấp lại bị bước cho điên cuồng lui về sau. Bốn võ giả tiên thiên thất khiếu còn lại khẽ kinh hãi, không tự chủ được nhìn qua, muốn xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là lúc này, sát cơ lóe lên trong mắt lâm nhất, nhân cơ hội này, hắn giết về phía người đứng gần mình nhất, nghĩ cũng không nghĩ đánh ra long hổ sinh uy, uy áp trên người điên cuồng tăng vọt. Long hổ quyền cường hãn dưới sự thúc giục của tử diên kiếm quyết, quyền kiếm hợp nhất mang theo quyền mang khủng bố, thổi quét mà ra. Người đó vừa giơ tay lên, trong mắt đã toát lên vẻ hối hận, quyền mang cỡ này căn bản không phải là thứ hắn ta có thể ứng phó. Nên lập tức lựa chọn rút lui về sau vào khoảnh khắc lâm nhất ra tay mới phải nhưng muộn rồi, trên đời không có thuốc chữa hối hận. Rắc rắc rắc, âm thanh đứt gãy từng tất xương cốt vang lên. Long hổ quyền của Lâm Nhất với thế dễ như trở bàn tay khiến đối phương đến võ hồn cũng không kịp tế ra đã bị quyền mang nghiền nát trong nháy mắt. Một chiêu khống chế kẻ địch, quyền mang của Lâm Nhất chưa tan, trực tiếp thi triển ra chiêu thứ ba long hổ quyền. Long phi hổ khiêu, sát chiêu kinh thiên trong miếu đổ nát của vị hòa thượng chọc đầu ngày đó xuất hiện lại trong tay Lâm Nhất hắn không ra chỉ phá không ấn, nhưng hắn có tử diên kiếm quyết, có quyền kiếm hợp nhất mà trên dưới huyền thiên tông không ai làm được. Tả quyền như rồng bay rời biển, diễn hóa ra chân long giống giận, thế như cửu thiên long khiếu, điên cuồng vùn vụt kéo tới. Thình thịch, người vừa mới phản ứng lại được đó cầm trong tay trường kiếm vẫn còn huyết phụ nhàn nhạt, nhạt lượn lờ, vẫn chưa hoàn toàn nâng lên đã bị long hổ quyền cương mãnh bá đạo này đánh trực tiếp lên trước ngực, thủng một lỗ to như miệng cái bát con. Hai mắt hắn ta trợn trừng, trước khi chết cũng không hiểu, vỏn vẹn chỉ là một tiên thiên ngũ khiếu tại sao lại có thể có thanh uy khủng bố như vậy. Muốn chết. Hai người còn lại cuối cùng giận tím mặt, hoàn toàn phản ứng lại, trường kiếm lượn lờ huyết vụ trong tay điên cuồng vũ động, kiếm thế đáng sợ trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn triển khai. Đến hay lắm. Khóe miệng Lâm Nhất Lộ ra nụ cười, không sợ chút nào. Long phi hổ khiêu, tay trái là rồng tay phải là hổ, rồng phi trước hổ nhảy phía sau tinh hoa thật sự của chiêu này đều được vận sức chờ phát động trong quyền phải. Ở đan điền, 31 cánh hoa tử diên kiếm quyết đều mở ra. Tay phải nắm chặt, điên cuồng run rẩy, giống như một con mãnh hổ cố thủ 10 năm, sự giống giận vì kìm nén 10 năm, không thể chờ đợi được nữa mà muốn bùng nổ ngay tức khắc. Giống, một tiếng gào thét đất rung núi chuyển, hai chân lâm nhất dẫm mạnh xuống mặt đất, lăng không vọt lên. Thình thịch, khi hữu quyền diễn hóa ra thế mãnh hổ xúc tích, hết sức giải phóng ra thì kiếm thế minh mông đó liền bùng nổ trong khoảnh khắc, bị thổi cho thất linh bát lạc, thần vận toàn bộ biến mất. Khí thế hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hồng hộc, quyền mang đan sen lẫn kiếm kình vẫn chưa hoàn toàn nghiền áp tới, y phục trên người hai người đã bị đánh cho rách tan, bị chém cho mình đầy thương tích, máu tuôn như suối. Đợi đến khi quyền mang hoàn toàn trấn áp xuống thì thân thể hai người còn chưa rớt xuống đất đã bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lâm nhất thu quyền mà đứng, phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Long hổ quyền này của hắn mặc dù không thể thực hiện được đến bước cương mãnh vô địch, cách một khoảng cách cũng giết được kẻ địch như vị hòa thượng chọc đầu đó, nhưng đối mặt với mấy tên chó săn tiên thiên thất khiếu, trong lúc đối phương phân tâm thì vẫn đủ để nghiên áp. Nếu như ngay đến chút bản lĩnh này cũng không làm được thì cũng không tránh khỏi quá có lỗi với uy thanh hiển hách của Long hổ quyền. Nhặt bốn miếng ngọc bội dưới đất lên, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn sang trận chiến giữa Lý Vô Yêu và Vương Ninh bên đó có chút không ổn rồi. Khi mới bắt đầu, Lý Vô Yêu dựa vào võ hồn tinh thần cường hãn đã đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng khi Vương Ninh cũng tế ra võ hồn thì cục diện liền dần dần được ổn định lại. Lâm vào chiến cuộc rằng co ở giữa, ưu thế đột phá cảnh giới huyền quan của Vương Ninh lập tức được thể hiện ra. Đạn chỉ thần kiếm. Lâm Nhất mặt không biến sắc, tử diên hoa cô động bàng bạc, dày nặng như núi trong người dựa theo linh nguyên điên cuồng thôi động, cực kỳ khó khăn xoay tròn nửa tắc. Ca sát, từ nhụy hoa tử diên xoay tròn nửa tắc sinh ra một sợi kiếm khí tử quang trói mắt, ẩn chứa đại khí rồi rào. Đạn chỉ thần kiếm, lâm nhất bắn một ngón tay, từ đầu ngón tay xuất hiện một sợi kiếm quang tử sắc, tựa như thực chất, phá không lao đi. Điên cuồng, tiểu tử ngươi cũng kiêu căng đấy. Trong lúc Lý Vô ưu đang đánh, Phương Ninh thì vô cùng thống khoái còn chưa phản ứng lại đã bị một sợi kiếm quang này đánh bay đi như bao cát. Thình thịch, sau khi tiếp đất, Phương Ninh bị chấn động liên tiếp quỳ xuống, ôm ngực phun ra máu tươi. Ngừng đầu lên nhìn, trong mắt lập tức lóe lên một mặt kinh hãi, bốn tên đồng bọn của hắn ta toàn bộ đều đã chết cả rồi. Bốn hạt giống tiên thiên thất khiếu toàn bộ chết trong tay Lâm Nhất. Cộc cộc cộc, Lâm Nhất bước nhanh về phía trước, dìu lấy Lý Vô ưu đang lung lay sắp đổ, khẽ nói không sao chứ bảo hắn ta ngăn chặn vương ninh cảnh giới huyền võ đúng là có chút miễn cưỡng nhưng không làm vậy thì không thể cho lâm nhất cơ hội giết chết bốn tên chó săn được kha kha vẫn chưa chết được tên khốn này cũng chỉ là một tên phế vật vừa mới đột phá huyền quan còn chưa ngưng tụ ra được huyền mạch đổi lại là lãnh mạch thì không dễ đối phó như vậy lý vô yêu lau vết máu trên khóe miệng cười hi hi nói đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn Lý Vô Yêu chỉ về phía trước nói, tên khốn đó muốn chạy. Chờ thấy Vương Ninh bò dậy, không quan tâm đến vết thương trên ngực, điên cuồng chạy trốn. chương 418, Mạc Thanh Vân chen ngang. Lần theo vết máu dọc đường, Lâm Nhất cùng Lý Vô Yêu khẩn cấp đuổi theo. Vèo vèo, âm thanh xé gió tựa như mũi tên lao vọt đi, bóng hai người thoát ẩn thoát hiện, từng gốc đại thụ cao chọc trời lần lượt bị bỏ lại sau lưng. Sau nửa khắc, bóng dáng chật vật của Vương Ninh xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Còn định chạy à? Lâm Nhất cười lạnh, ngay lập tức, hai sợi kiếm quang màu tím đột ngột bắn ra. Ông! Âm thanh chói tai mang theo kiếm thế cô động tạo thành từng đợt sóng âm. Những nơi nó đi qua, kiếm phong điên cuồng cuốn bay lá của những gốc cổ thụ ven đường. Lá bay đầy trời, ào ào rơi xuống như tuyết. Hai sợi kiếm quang xuyên qua nền tuyết, thoáng cái biến mất giữa một trời lá rụng. Âm ầm hai tiếng nổ liên tục vang lên, Vương Ninh vì ngăn cản kiếm quang mà bị đánh bay ra ngoài hệt như một đống cát. Vèo, Lâm Nhất bay lên trời, cùng rơi xuống với Lý Vô Yêu, thì thấy phía trước, trên mặt đất, một thanh trường kiếm lượn lờ xương máu nằm lăn lông lốc, Vương Ninh cũng nằm gần đó, tay hắn ta toàn là máu, lộ rõ xương cốt bên trong, nhìn mà giật mình. Hiển nhiên, vừa rồi, lúc ngăn cản kiếm quang, tay hắn ta đã bị thương do phản lực, không cầm kiếm nỗi nữa. Vương Ninh nằm trên mặt đất, nhưng hắn ta lại chẳng có vẻ gì là lo sợ, còn nhe răng cười nói, tiểu kiếm nô, xem ra võ hồn của ngươi thật sự không thể tế ra được, đúng là đồ phế vật. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng lạnh lẽo. Đó là mối thù khắc cốt ghi tâm, là nỗi đau không cách nào xóa nhòa được. Khi còn ở tẩy kiếm các tại Thanh Vân Tông, quả thực thực lực của hắn chẳng khác nào một tên phế vật, chỉ biết trốn trong ao băng, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được để mặc tên vương ninh kia ra tay tàn nhẫn giết chết hồng lão giết ngươi không cần phải tế ra võ hồn có ân báo ân có oán báo oán hiện tại chính là lúc báo thù rửa hận đối diện với ánh mắt của lâm nhất vương ninh chợt có cảm giác hoảng sợ ánh mắt hắn có gì đó không đúng sát ý quá mức khủng bố tuy nhiên hắn ta vẫn cắn răng nhất quyết không xin tha lạnh lùng đáp trả đồ cho chết có giỏi thì giết ta đi tên kiếm nô nhà ngươi không cách nào tế ra võ hồn, có tiến vào lăng tiêu kiếm các thì cũng chỉ là thứ vô dụng. Ca ca của ta sẽ thay ta báo thù. Như ngươi mong muốn. Ngay lập tức, Lâm Nhất đánh ra một luồng kiếm quang, thẳng đến mi tâm đối phương. Nhưng kiếm quang vừa đi được nửa đường thì bỗng có một con hắc hỏa nha bay đến ngăn cản. Bụp! Hắc hỏa nha nổ thành một đám xương máu ngay tại chỗ, nhưng vì thế, kiếm quang cũng bị ngăn cản. Hai mắt vương ninh sáng lên, hắn ta lăn một vòng hướng về sau chạy như điên quác 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 hai người lâm nhất và lý vô ưu không kịp đuổi theo hắc hỏa nha từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới vây lấy bọn họ hắc hỏa nha vốn chỉ là yêu thú tam khiếu mạnh lắm cũng chỉ vượt qua tứ khiếu mà thôi thế nhưng cả đàn cùng lao đến với số lượng hơn ngàn con thì dù là cao thủ cảnh giới huyền võ cũng phải kiêng nể một khi bị chúng bao vây không phá được vòng vây thì hậu quả khó mà nói trước được ầm 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 lâm nhất liên tục đánh ra ba quyền mỗi một quyền đánh chết hơn 10 con hắc hỏa nha quyền mang bùng nổ xương máu như hoa thoáng chốc có hơn trăm con hắc hỏa nha chết dưới hai đấm của lâm nhất nhưng con số đó lại chẳng thấm vào đâu so với số lượng hắc hỏa nha khổng lồ đang lao đến lý vô ưu cầm trường kiếm trong tay mỗi kiếm lóe lên tia sáng lạnh thấp thoáng kiếm quang tựa như bão táp mưa xa mỗi một kiếm đều có một con hắc hỏa nha bị đâm rớt nhưng hắc viêm do hắc hỏa nha phun ra cũng khiến bọn họ bó tay bó chân, dường như rơi vào thế bị động. Lâm đại ca, có người đang điều khiển đám hắc hỏa nha này, Lý Vô ưu lớn tiếng nói. Ta đã biết, ngươi xem thử là kẻ nào đang điều khiển chúng. Hắc hỏa nha chỉ ăn xác chết, nếu không có người điều khiển, chúng sẽ không vây công hai người bọn họ. Bên ngoài bầy quả, trên lưng một con gấu khổng lồ hệt như một ngọn đồi, toàn thân trắng như tuyết có một người đang cầm cốt địch, thong thả mà thổi phạch phạch. Theo tiếng địch, sâu trong rừng rậm, hắc hỏa nha liên tục bay đến. Khi nhìn thấy người nọ, Vương Ninh có hơi sững sờ, mặc thanh vân. Đối phương cũng nằm trong danh ngạch hạt giống, dựa vào tu vi cảnh giới huyền võ mà tự động thăng cấp. Có điều hắn ta và người này chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không tính là thân quen. Mặc thanh vân buông cốt địch, nhẹ giọng cười và nói, Vương Nhị Công Tử, người định cảm tạ ơn cứu mạng của ta thế nào đây? Vương Ninh liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói ngươi là người thông minh hẳn biết rõ tiến vào lăng tiêu kiếm các thì cảnh giới huyền võ cũng chẳng là gì sau khi nhập tông không có chỗ dựa làm việc gì cũng khó đại ca ta chưa bao giờ bạc đãi người thông minh mạc thanh vân từ chối cho ý kiến chỉ mỉm cười nhìn hai người bị bầy hắc hỏa nha vây công trầm ngâm nói nên xử trí hai tên này thế nào ánh mắt phương ninh lóe lên tia tàn nhẫn trầm giọng nói hung hăng tra tấn không được giết ta muốn đích thân ra tay đã rõ. Vừa dứt lời, Vương Ninh liền lấy ra hai viên đan dược, rồi nhắm mắt điều tức. Mạc Thanh Vân liếc nhìn, khi thấy rõ đan dược trong tay Vương Ninh, hắn ta thầm hoảng sợ. Một viên đại huyền đan, một viên dưỡng tâm hoàn, cả hai đều là đan dược chân quý mà cảnh giới huyền võ rất cần. Không hổ là dòng chính của Vương gia, tài nguyên quý giá như thế cũng có thể tùy tiện dùng. Mạc Thanh Vân rời mắt, gấu trắng dưới thân hắn ta hung tợn gầm lên một tiếng, âm thanh cốt địch kỳ dị lại lần nữa được tấu lên trong bầy quả lâm nhất cùng lý vô ưu đang ra sức ngăn cản công kích của hắc hỏa nha lâm đại ca có người đang thổi địch điều khiển lý vô ưu bay vọt lên không ánh mắt hắn ta lóe sáng nhà chóng phát hiện kẻ đang thổi địch kia thay ta tranh thủ chút thời gian hộp đựng kiếm sau lưng mở ra tám hoa kiếm thoáng chốc rơi vào tay lâm nhất cảm giác tâm ý tương thông Kiếm ý tương liên từ Táng Hoa kiếm nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân hắn. "Muốn ra tay à, yên tâm, ta cam đoan một con quả cũng không tổn thương đến ngươi." Trong mắt Lý Vô Ưu lóe lên tia tàn nhẫn. Chương 419, tình ngay lý gian. Giữa bầy quả điên cuồng bay lượn, kiếm quang thoát ẩn thoát hiện, một người một kiếm vần quanh Lâm Nhất, tạo ra một khoảng không mà ở đó hắc hỏa nha không cách nào xâm nhập được. Lâm Nhất đặt kiếm ngang trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt chuôi kiếm bán bộ kiếm ý trong cơ thể điên cuồng huẩn nhưỡng. Liệt diễm trên đóa tử diên ở vùng đan điền rực cháy. Linh nguyên màu tím cuồng bạo trong kinh mạch không ngừng sôi trào, cứ mỗi một vòng, ngọn lửa kia càng bùng lên dữ dội. Sau 8 vòng, kiếm ý toàn thân lâm nhất đã bộc phát đến mức thân thể hắn không cách nào chịu đựng nỗi nữa. Xoẹt xoẹt, da thịt có hơi nứt ra, dỉ ra tơ máu, nhưng lâm nhất vẫn cố chịu đựng, bởi vì hắn biết mình vẫn chưa đến cực hạn lôi viêm chiến thể vẫn còn chưa dùng đến. Khi tử diên kiếm quyết cuồng bạo vận chuyển đến vòng thứ 9, hắn đột ngột mở mắt ra. Xíu, yêu yêu, huyết quang trong mắt nóng bỏng như lửa, lôi viêm chiến thể lập tức được kích hoạt. Ngay lúc này, bán bộ kiếm ý tích xúc đã lâu phút chốc đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Quang, lâm nhất rút kiếm ra khỏi võ, táng hoa kiếm tựa như một làn thu thủy xẹt qua trước mắt hắn, bắn vọt ra, kiếm ý mê hoặc khiến thân kiếm không ngừng rung lên cùng với tiếng kiếm ngân trong trẻo khuếch tán bốn phía, kiếm ý sôi trào trên người lâm nhất nhanh chóng bộc phát. Âm, um, âm, um, âm, um. hắc hỏa nha xung quanh ào ào rơi xuống, tất cả đều bị đánh chết tại chỗ. Vùng trời phía trên cánh rừng âm u, một con kiếm điêu đang tuần tra bốn phía, ông lão trên lưng nó khẽ nhúc nhích lỗ tai, trầm ngâm nói, bán bộ kiếm ý này quả thật rất mạnh. Phụt, bên ngoài bầy quả, Mạc Thanh Vân đang thổi cốt địch bỗng phun ra một ngụm máu tươi, cốt địch trong tay cũng xuất hiện vết nứt, vừa liếc thấy, hắn ta lập tức bị dọa tái mặt. Cốt địch vốn là võ hồn của Mạc Thanh Vân, nếu như trọng thương sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bổn nguyên của hắn ta. Phụt phụt phụt, Vương Ninh đang nhắm mắt vận công càng bị thương thảm hơn, liên tục phun ba ngụm máu tươi, vội mở mắt ra, lúc này, sắc mặt hắn ta đã không còn chút máu. Trong đầu chỉ còn tiếng ông ông, đau đớn như thủy triều kéo đến. Lên đây, Mạc Thanh Vân cắn môi, duỗi tay ra kéo Vương Ninh lên gấu trắng, sau đó kẹp chặt hai chân, gấu trắng to như một ngọn đồi điên cuồng bỏ chạy. Tiểu Hồng, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên sát khí, hắn hét to một tiếng, huyết long mã từ trong rừng vọt ra. Lâm Nhất tung người nhảy lên ngựa, sau đó duỗi tay kéo Lý Vô Ưu lên, huyết long mã lập tức phóng đi. Toàn thân nó tỏa ra khí tức bạo ngược, trông như một tia chớp đỏ thấm, tốc độ lao đi cực nhanh. Cộp cộp cộp, móng ngựa dũng mãnh Mỗi một lần hạ xuống mang theo sức nặng ngàn cân. Huyết Long mã điên cuồng đuổi theo, khiến mặt đất chấn động không thôi, hệt như có thiên quân vạn mã đang ùn ùn kéo đến. Mạc Thanh Vân bị dọa tái mặt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ máu thoát ẩn thoát hiện. Âm. Um, còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng màu đỏ kia đã đâm sầm vào người gấu trắng. Vương Ninh và Mạc Thanh Vân bị hất văng xuống. Thân thể to lớn của gấu trắng lảo đảo ngã xuống, sau khi lăn một vòng, nó há to miệng để lộ răng nanh sắc bén, hai mắt đỏ quạch, sát khí tuôn ra, điên cuồng gào thét. Huyết long mã nhe răng cười, giống cái khỉ gì. Bốp bốp bốp, nó dậm chân lấy đà lao đến, móng ngựa mang theo sức mạnh vạn quân liên tục tung ba cước. Cước đầu tiên khiến gấu trắng kêu lên đau đớn, cước thứ hai, âm thanh thảm thiết thấu tận tim gan, cước thứ ba, nó không còn dám hung hăng nữa, mà quay đầu bỏ chạy chối chết. Lâm nhất cùng lý vô ưu nhảy xuống ngựa, đi về phía Mạc Thanh Vân và Vương Ninh. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn Mạc Thanh Vân, hóa ra là một nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ. Hắn cười khẩy, kẻ chấp nhận bán mạng chó cho Vương ra, quả thật không tầm thường. Mạc Thanh Vân tức giận đáp trả, loại phế vật tiên thiên ngũ phẩm như ngươi ấy à, nếu không phải do ta chủ quan, giết ngươi chẳng khác nào giết chó. Ngoan ngoãn một chút, vừa dứt lời, Lý Vô ưu liền bước lên, dẫm xuống người hắn ta võ hồn của mạc thanh vân đã bị thương không cách nào động đậy được nữa muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu uất ức lâm nhất rời mắt nhìn về phía vương ninh đối phương đã bị kiếm âm làm tổn thương lúc này thương thế có hơi nặng một chút mặt hắn ta xám như cho cắn răng không nói một lời trời muốn ngươi chết chớ trách ta lâm nhất bay vào đến kiếm trong tay đâm thẳng vào tim hắn ta ầm nhưng vừa tiến lên một bước một luồng kiếm phong mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, quét qua hai người họ. Cuồng phong mang theo kiếm thế hùng mạnh, Lâm Nhất cùng Lý Vô Ưu có cảm giác ngực bị nện một cú, bật lui về sau mấy bước. Mãi đến khi cơn gió kia dừng lại, hai người mới có thể mở mắt ra. Trong tầm mắt là một con kiếm điêu đang chở trưởng lão tông môn từ từ hạ xuống. "Trưởng lão, cứu ta." Vương Ninh tỏ vẻ đáng thương, vội đứng dậy chạy về phía trưởng lão. "Vèo" lâm nhất giận không thể nuốt vung tay lên táng hoa kiếm bắn thẳng ra lao về phía vương ninh làm càn trưởng lão áo xám ngồi trên kiếm điêu trượt quát một tiếng vất tay đánh văng táng hoa kiếm trưởng lão tên lâm nhất kiếm muốn giết ta mặc sư huynh có thể làm chứng vương ninh hung hăng nhìn lâm nhất lộ vẻ tự mãn cùng khoái trá tên lâm nhất này phát rồ đã ra tay đánh lén khiến võ hồn của ta bị thương ánh mắt mặc thanh vân lóe lên tia danh mãnh lạnh lùng nói trưởng lão áo xám từ trên cao nhìn xuống, sau khi quan sát đôi bên vài lần, hiểu được đại khái, liền thản nhiên nói, lâm nhất, người không đi đánh giết yêu thú để tích góp ngôi sao, chạy đến đây truy giết đồng môn là có ý gì? Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, lãnh mạch dẫn theo một đám người chạy đến, vừa nhìn thấy ông lão áo xám kia, hắn ta thoáng khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng có phản ứng, trưởng lão, tên lâm nhất này đánh chết bốn người trong danh ngạch hạt giống, tất cả ngọc bội đều bị hắn lấy đi, e là ngay từ đầu đã có ý định giết người cướp của. Bị vụ oan, Lý Vô Yêu cả giận nói, hèn hạ vô sỉ. Suốt cuộc là ai đuổi giết ai, nếu ta và Lâm Đại ca không có chút thực lực, e là có chín cái mạng cũng sống không đủ. Vương Ninh cười lạnh, trưởng lão, trước mặt ngài mà tên Lâm nhất này cũng dám giết ta, lời của hai kẻ này sao có thể tin tưởng được. Chuyện đánh lén vô sỉ như vậy chỉ khiến tông môn càng thêm mất mặt, Xin trưởng lão hãy ra tay thanh lý môn hạ. Chương 420, trưởng lão quá lời. Trưởng lão, trước mặt ngài mà tên Lâm Nhất này cũng dám giết ta, lời của hai kẻ này sao có thể tin tưởng được? Chuyện đánh lén vô sỉ như vậy chỉ khiến tông môn càng thêm mất mặt, xin trưởng lão hãy ra tay thanh lý môn hộ. Từng câu từng chữ của Vương Ninh đều xoáy tận tâm can, nói đến cuối cùng, hắn ta còn muốn trưởng lão đánh chết Lâm Nhất. Trưởng lão để kẻ vô sỉ như vậy tiến vào lăng tiêu kiếm các quả thật là sỉ nhục tông môn. Lãnh mạch nhìn về phía trưởng lão áo xám ngồi trên kiếm điêu, lại lần nữa lên tiếng. Ai vô sỉ chứ hả? Muốn giết cứ giết, chưa có đổi trắng thay đen. Nghe đám người này luôn miệng mắng người khác vô sỉ, gương mặt non nớt của Lý vô yêu ửng hồng. khụ khụ hắn ta nhịn không được ho khan vài tiếng, khóe miệng dỉ máu. Liên tục giao thủ khiến thương thế trên người hắn ta tích lũy ngày càng nhiều. Lâm Nhất, người có gì muốn nói không? Ông lão áo xám ngồi trên kiếm điêm vẫn giữ thái độ bình thản, không hề có bất kỳ biểu cảm gì. Lâm Nhất nhếch miệng cười khẩy, đáp có gì để nói đâu chứ, quả thực ta muốn giết tên chó chết này đấy, không phải trưởng lão đã nhìn thấy rồi sao? To gan! Ông lão áo xám giận dữ quát một tiếng, uy áp mạnh mẽ lập tức ép về phía hắn. Chó má, ta to gan gì hả? Người khác muốn giết ta, chẳng lẽ ta để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm à. Nào có chuyện buồn cười như vậy, ta chỉ hận ngài đến quá kịp lúc, khiến ta không thể làm thịt tên chó này. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, dù đối mặt với trưởng lão áo xám cũng không có ý định nhượng bộ. Trong mắt hắn, lui hay không cũng đều như nhau. Nếu đối phương là kẻ hiểu lý lẽ, sẽ không nghe lời một phía của Vương Ninh, mà sẽ tự đưa ra phán quyết công bằng. Còn ngược lại, hắn có nói gì thì cũng vô ích nói tóm lại chỉ có một câu ai mạnh thì kẻ đó làm vua tu vi của ông ta có thể xem là có một không hai tại đây tất cả mọi người cộng lại cũng chưa chắc có thể đối phó được lâm nhất nghĩ thế nào không quan trọng quan trọng là đối phương nghĩ thế nào nếu đã như vậy cần gì rụt rè sợ hãi chẳng lẽ phải quỳ xuống cầu xin ông ta thay đổi cách nhìn sao chuyện cười chật chật tiểu kiếm nô hóa ra ngươi muốn giết ta như vậy đáng tiếc thật bổn công tử vẫn sống tốt đấy thôi, có gan thì ngươi giết ta trưởng mặt trưởng lão xem. Thấy Lâm Nhất nóng nảy như vậy, Vương Ninh khẽ cao mày, khóe miệng có hơi nhếch lên, mở miệng khiêu khích. Con mẹ ngươi, thấy thái độ vinh váo của hắn ta, Lý Vô ưu giận hết sức, lập tức cầm kiếm xông lên. Cút, còn chưa đến gần, lãnh mạch đã lắc người một cái, tung ra một cú đấm cực mạnh. Với cảnh giới của lãnh mạch, Lý Vô ưu hiện đang bị thương nặng sao có thể là đối thủ của hắn ta bốp lý vô ưu phun ra một ngụm máu tươi đau đớn khiến mặt hắn ta co rúm lại lăn lộn trên mặt đất không cách nào dậy nổi thịt 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 đám chó săn của vương diễm đồng loạt rút kiếm ra xếp thành một bức tường người chắn phía trước vương ninh tránh ra vương ninh đẩy đám người kia ra nhìn lý vô ưu dãy ruộng hắn ta cười lạnh thằng khốn không phải mày giỏi lắm sao đứng lên đánh tao xem khốn kiếp hai mắt lý vô ưu răng đầy tơ máu năm ngón tay nắm chặt nhưng vẫn không cách nào đứng lên được phế vật vương ninh sùi cười nhìn về phía kiếm điêu chắp tay nói trưởng lão ngài đã thấy rõ mọi chuyện rồi đó xử trí như thế nào chắc không cần ta phải nhiều lời trưởng lão sầm mặt nói lâm nhất cùng lý vô ưu liên thủ đánh chết đồng môn còn không biết hối cải sai càng thêm sai cảnh cáo lần đầu nếu như còn tái phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách thí luyện trưởng lão cố tình rồi Lâm Nhất không tỏ thái độ, thờ ơ nói ra một câu, sau đó tiến lên nhặt táng hoa kiếm. Vừa không người, một cái chân đột một dẫm lên thân kiếm, hắn ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vương Ninh, vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của ngươi, năm đó ngươi là tên kiếm nô ti tiện, đến đế đô, ngươi chỉ càng thêm ti tiện mà thôi. Vậy à, veo, kiếm dưới chân hắn ta lập tức bị Lâm Nhất rút ra với tốc độ tia chấp, Vương Ninh còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã kề trên cổ hắn ta rồi. Lưới kiếm lạnh lẽo dán sát vào cổ vương ninh, dọa hắn tái mặt, cười gượng nói, lâm nhất, động mạc trùng. Lâm nhất, người muốn chết ư. Đám người của lãnh mạch nắm trường chặt trường kiếm trong tay, cùng chĩa về phía lâm nhất. Chuyện phát sinh đột ngột khiến bọn họ quá đỗi bất ngờ, lãnh mạch thiếu chút nữa đã chửi má nó. Cái tên vương ninh này đúng là ngu xuẩn, biết bản thân không đánh lại còn đưa đầu ra châm chọc. Thế nhưng nếu hắn ta thật sự bị lâm nhất giết chết, e là mấy người lãnh mạch cũng bị vạ lây. Vương Diễm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lâm Nhất nở nụ cười, nhìn Vương Ninh và nói, ngươi không thấy mình giống một con chó lắm sao? Lúc ở Thanh Vân Tông thì ngươi chạy theo đuôi Tô Hàm Nguyệt, đến Lăng Tiêu Kiếm Các thì lon ton sau lưng Vương Diễm. Ngươi? Vương Ninh chưa từng bị ai mắng như thế, mặt hắn ta thoáng cái xanh mét, nhưng lưỡi kiếm kề sát cổ lại khiến hắn ta ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tránh ra. Thoáng cái Lâm Nhất Thu kiếm lại, cha vào vỏ, ngước mắt nhìn đám người lãnh mạch đang đứng chắn đường, lạnh lùng nói. Đám người bị Lâm Nhất trừng mắt, khi thế thoáng cái tụt một nửa, ngoan ngoãn tránh ra. Vèo. Lâm Nhất dùng một tay đỡ Lý Vô Yêu lên lưng ngựa, sau đó nắm lấy dây cương, phóng đi. Vương Ninh sờ sờ cổ, vẻ mặt âm u, chợt hắn ta nhớ ra điều gì đó, liền xoay người về phía ông lão trên kiếm điêu, cười nói, lần này đa tạ trưởng lão ra tay cứu giúp ân nghĩa của ngài không có lời nào cảm tạ hết được. Ông lão áo xám thản nhiên nói, nguyên nhân thật sự dẫn đến chuyện lần này, hẳn là ngươi biết rõ. Tuy vương ra thế lớn, nhưng trong lăng tiêu kiếm các còn chưa đến mức có thể một tay che trời, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trưởng lão quá lời. Phù phù. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 18